Đó, các bạn nhìn này, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với Gradient. Thì cái phần Gradient là một trong những cái phần rất là quan trọng. Nào các bạn, tập trung nào. Tập trung à. Nào các bạn lưu ý nhá. Phần Gradient là phần cực kỳ quan trọng trong bản thiết kế của bạn, bởi vì nó sẽ tạo ra phiên bản sắc độ cho thiết kế của các bạn luôn. Bởi vì Gradient là chính là giải chuyển sắc từ màu đậm sang màu nhạt. Các bạn có thể ghi Gradient là giải chuyển sắc, chuyển động từ màu đậm sang màu nhạt. Đúng rồi, tím G. Nào, lúc này chúng ta sẽ tạo ra một cái khổ giấy mới. Và cái khổ giấy thì nó sẽ có một cái giá trị như sau. Chúng ta sẽ chọn kích thước là 2400 nhân với 1200. Tôi sẽ chọn kích thước to gấp đôi so với phiên bản lần trước, đó là 1200 nhân với 628. Và sau khi tạo ra thì ở đây nó sẽ có đơn vị là tính theo đơn vị là pixel, và độ phân giải tôi để là 180. Kênh màu tôi sẽ để là RGB và chế độ 8 bit, và background tôi để là màu trắng. Được chưa? Sau khi tạo ra xong thì chúng ta tạo ra khổ giấy mới như bình thường. Thì cái công việc đầu tiên mà của chúng ta chọn cái giải chuyển sắc đấy là chúng ta ấn vào phím G. Các bạn nhìn thấy phím G chưa? Ở đây nó có biểu tượng Gradient Tool. Chúng ta sẽ chốt lại một cái giá trị như sau, là khi chúng ta dùng Gradient, chúng ta sẽ dùng lạm dụng với tất cả những sản phẩm sau này chúng ta dùng. Ví dụ hôm trước thì tôi dạy cho các bạn là đổ màu bệt, là một màu là màu phẳng. Thì bây giờ chúng ta sẽ thay thế những cái màu phẳng áp dụng cho bố cục của chúng ta, đó là màu có chuyển sắc từ màu đậm chuyển sang màu nhạt luôn. Hiểu không ạ? Thế cái phần Gradient như sau, là tôi chọn vào nó và tôi chọn vào đây. Được chưa? Và tôi chỉ việc làm sao. Em sẽ kéo từ trái qua phải thôi. Giữ Shift nhá. Giữ Shift là sẽ thẳng hàng. Các bạn nhớ nhá. Dùng Gradient để muốn kéo thẳng hàng, chúng ta giữ phím Shift. Kéo từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Nào, từ trên xuống dưới, từ trái có phải, từ trên xuống dưới được. Và khi bạn buông phím Shift ra thì bạn sẽ kéo theo thể tự do. Nhìn này không ạ? Trong nguyên tắc của kéo Gradient thì người ta sẽ kéo như sau, là không bao giờ kéo Gradient ở dạng hai cái điểm nó sát nhau như này này. Sát nhau như này. Nhìn chưa? Ok, ghi lưu ý, không bao giờ kéo Gradient sát nhau. Như thế cái chuyển sắc của bạn có đẹp không ạ? Nó có êm ái không ạ? Chắc chắn là nó sẽ không êm, nên các bạn phải lưu ý cho tôi việc này. Tác dụng của Gradient đó là chính là tạo ra các thể loại về background, cái lớp nền cho sản phẩm một cách long lanh và đẹp mắt hơn. Các bạn ghi nhá. Như hôm trước mình đã chia sẻ cho các bạn có mấy cái trường hợp như sau, đó là cái nền của sản phẩm nó có thể là một màu, đúng không ạ? Hôm trước chúng ta học một màu đúng không ạ? Chúng ta chỉ việc đổ màu thôi. Loại thứ hai, cái background cho sản phẩm thì người ta cũng có thể là giải chuyển sắc. Hiểu không ạ? Bởi vì trong thiết kế người ta cần nhất về sắc độ và tỉ lệ, thì cái Gradient nó đã có sắc độ rồi. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Và cái giá trị thứ ba là cái background cho sản phẩm, nữa là người ta có dùng chất liệu. Chất liệu là các bạn lấy từ ảnh vào. Hiểu không ạ? Vậy thì có ba loại nền rất là quan trọng đối với các bạn. Thì các bạn nên lưu ý áp dụng cho tôi ba loại. Nhưng riêng phần Gradient ở phần này thì các bạn nên dùng từ lạm dụng. Tất cả những sản phẩm bên ngoài thị trường bây giờ dùng Gradient quá nhiều luôn. Từ website đến banner đến ấn phẩm về catalog, các kiểu này đều dùng Gradient hết. Các bạn nên lưu ý nha. Nên tôi khuyên các bạn một câu là bạn hãy dùng từ lạm dụng. Có nghĩa là cái gì bạn vào trong một tí. Nhưng ở đây nó rút ra cái kinh nghiệm như sau, là chúng ta không nên kéo Gradient sát nhau. Nhìn thấy không ạ? Không kéo Gradient sát nhau, mà phải kéo từ Gradient từ trái qua phải. Thì các bạn sẽ thấy một nền nó sẽ làm sao? Nó êm hơn và trong bản thiết kế của bạn sẽ tốt hơn, được không ạ? Nào, lúc này các bạn sẽ nhìn thấy ở bên này là màu đen, bên này là màu đen. Nhìn thấy không ạ? Bên này màu trắng, bên này màu trắng. Và bên này ở giữa là màu ghi, thì ở đây là màu ghi. Thì ở đây người trong phần Gradient, trong Photoshop nó có tính năng là đảo chiều giữa đen và trắng cho nhau. Có nghĩa là giữa đậm và nhạt cho nhau. Bằng cách các bạn sẽ bỏ cái chữ Reverse đi cho tôi ạ. Nhìn chữ này chưa?
để muốn đảo ngược vị trí hướng của gradient thì chúng ta bỏ cái biểu tượng dấu tích đi và chúng ta làm được cái điều mà chúng ta muốn. Xong chưa? Nào nhìn nhá, nhìn thử nhá, tích vào đây, được chưa? Vậy thì sau khi tích vào đây thì các bạn nhìn cái kéo này thì các bạn có thấy là nó bị đảo chiều không ạ? Ấn vào đấy nha, vẫn là kéo từ trái qua phải nha. Tôi bỏ tích vào đây, tôi tích vào đây kéo như này thì bạn có thấy nó bị thay đổi không ạ? Hiểu đảo chiều chưa? Rồi, và tiếp theo một cái chú thích nữa đó là khi người ta dùng gradient, người ta không dùng từ một màu nào đó chuyển sang màu trắng, trừ trường hợp bạn dùng bầu trời. Bạn làm bầu trời bạn chưa? Bầu trời thì là màu xanh chuyển sang màu trắng được, nhưng người ta không bao giờ dùng một cái background sản phẩm người ta chuyển từ một màu nào đó chuyển sang màu trắng, bởi vì cái màu của chúng ta sẽ bị non màu, hiểu không ạ? Ok, và các bạn ghi lưu ý cho tôi điều đó. Làm cho trẻ con thì có phải bầu trời màu xanh không ạ? Rất là đẹp, các bạn có thể nói. Và chúng ta có thể làm cho máy tính quả táo. Thì các bạn biết là máy tính quả táo thì người ta sẽ chuyển từ màu ghi chuyển sang màu trắng, thì cái background nó cũng rất là đẹp, nhưng người ta không bao giờ chuyển từ màu đen chuyển sang màu trắng như thế này. Hiểu cái này chưa? Rồi, bây giờ các bạn nhìn này. Vậy thì trong trường hợp này để muốn tạo ra cái gradient và tôi kiểm soát được cái hướng của gradient thì tôi kéo vào đây, tôi tích vào cái biểu tượng gradient, thì bạn có nhìn cái này không ạ? Thì ở đây nó sẽ có các đầu điểm chốt cho các bạn. Thì ở đây hai cái đầu điểm chốt dưới là chính là xác là việc chọn màu cho các bạn đấy ạ. Ok, tôi sẽ tích vào đây một cái thì tôi sẽ chọn là cái màu thứ nhất là màu đỏ, nhưng tôi muốn rằng nó hơi đỏ theo kiểu hơi tím một tí, tôi sẽ kéo xuống thêm vào màu tím, tôi sẽ chọn vào màu đỏ đậm. Đây là màu đỏ đậm, mình nhìn chưa? Và phần thứ hai tôi sẽ tích vào đây một cái thì tôi sẽ chọn là màu đỏ nhạt hơn, tôi sẽ kéo xuống đây và tôi sẽ đẩy tông sáng lên, tôi sẽ thiên về tím một tí. Ok, các bạn nhìn thấy chưa? Đây là giải chuyển sắc từ đậm sang nhạt, và cứ như thế tôi chỉ việc kéo từ trái qua phải thôi. Đó, bạn thấy chưa? Cũng là một cái nền background như hôm trước, nhưng cái này nó có chuyển sắc, đó là chữ đậm sang nhạt, và không bao giờ được kéo gradient từ một màu nào đó sang màu trắng. Đấy là điều kiện tôi đã nêu cho các bạn nha. Ok, trong phần gradient nó có rất nhiều giá trị trên thuộc tính của các bạn. Đây, thuộc tính của nó đây ạ. Nhìn này chưa? Đây là gradient từ trái qua phải, từ phải qua trái, từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Loại thứ hai là gradient theo hình tròn. Đây là một loại gradient tôi rất thích bởi vì nó tạo ra cái độ sâu của tất cả các góc. Còn cái này các bạn có thấy là chỗ này nó sâu nhưng bên này nó bị nâu không ạ? Nhưng gradient thì hình tròn thì câu chuyện là khác nha, các bạn nhớ nha, tích vào đây hình tròn, tôi kéo từ trái qua phải. Em nhìn chưa? Chỗ này nó cũng có một chút xíu đậm, chỗ này một xíu xíu đậm, chỗ này sáng nhất, chỗ này trung gian, chỗ này tối nhất. Thì tôi thích một cái background như thế này, nó có chiều sâu các chiều khác nhau. Ok. À, có những trường hợp có nhiều bạn là bỏ cái chữ reverse này đi mà bạn kéo nhà thì nó bị ngược này, màu đậm vào bên trong, màu sáng ra bên ngoài. Thì bạn chỉ cần tích vào chữ reverse đấy, bạn kéo ngược lại như này thì nó sẽ chuẩn xác hơn rất là nhiều. Và cũng có một cái nguyên tắc như sau, đó là không bao giờ kéo từ vị trí đậm sang nhạt gần nhau như này quá. Có hiểu này không ạ? Ok. Tiếp theo, thuộc tính thứ ba là thuộc tính gì? 1, 2 và 3 thì ba cái thuộc tính còn lại ở phần sau thì thường thường dùng rất ít. Dùng rất ít nhưng không phải là không dùng nhá. Hiểu không ạ? Trong gradient tôi dùng hai này gọi là nhiều nhất và khủng khiếp nhất. Cày nát sân cỏ là do cái này đấy. Đấy, tôi đã dùng hai này cực kỳ nhiều luôn. Đó thì các bạn nhìn này, với cái này thì bạn sẽ kéo này nó sẽ tạo ra vát chéo, cái này tạo ra biểu tượng trên và dưới đậm. Và kéo cuối cùng là cái giá trị về hình tù. Thế thôi. Xong thuộc tính chưa? Ok, chúng ta sẽ chuyển sang một loại thứ hai, đó là gradient nhiều màu. Các bạn ghi đi, gradient nhiều màu như sau. Được chưa? Để muốn tạo ra gradient nhiều màu, chúng ta chỉ rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng nhiều màu bằng cách như sau. Các bạn có nhìn điều chỉnh chốt này không ạ? À, đối với cái chương trình Photoshop nó dùng rất là tiện so với bên Illust nè. Để muốn tạo ra một cái màu này giống hệt như này thì các bạn phải giữ phím Alt, bạn kéo ra thì nó sẽ rất khó. Nhưng cái này chỉ cần tích vào đây một điểm, tích phát thì tự khắc hai cái màu giống nhau. Về tất cả thông số màu giống hệt nhau luôn. Hiểu cái này không ạ? Rồi cũng tương tự như vậy, tôi tích vào đây, nhìn chưa? Tôi tích vào giữa đoạn này thì có phải tôi lấy được cái màu này nhân bản ra đây không ạ? Đấy, hay chỗ đấy đấy.
Ok, tôi tích vào đây, tôi nhân bảng cái này ra đây một tí nữa, tôi ba cái và tôi tích vào đây, tôi sẽ nhân bảng ra cục sữa nữa. Thì các bạn có thể nhìn thấy tạo ra dải chuyển sắc của cái này chưa? Và sau khi tạo ra dải chuyển sắc thì tôi kéo từ trái qua phải cho các bạn xem, thì ở đây nó sẽ có đậm nhạt, kéo từ chéo. Hiểu cái này chưa đã? Ok, thì gradient được gọi là gradient theo kiểu một màu, được đi theo giá trị đó là tông tông. Các bạn nhớ một điều rằng khi mà bạn ở đây người ta có hai phong cách dùng, đó là một thể loại đó là xanh đỏ tím vàng, loại thứ hai là tông tông. Thì những cái màu theo cái tông tông đấy thì các bạn phải lưu ý cho tôi, đó là bạn sẽ dùng cùng một loại màu tương thích với sản phẩm, thì như thế chúng ta không bị lạc màu được, đúng không ạ? Loại thứ hai là các bạn dùng xanh đỏ tím vàng, thì riêng cái loại xanh đỏ tím vàng thì bạn chỉ cần lưu ý cho tôi là cái màu sắc các bạn dùng phải có họ với nhau, thì nghĩa là sao ạ? Những người có họ với nhau thì có phải là giống như anh em với nhau không ạ? Đúng chưa? Thì các bạn nhớ nha, ví dụ màu đỏ cộng với màu xanh thì ra màu tím, thì màu đỏ đứng gần màu tím được, bởi vì trong màu tím có sắc tố của màu đỏ, và trong màu tím có thể đứng gần màu xanh được, bởi vì trong màu tím có sắc tố của màu xanh được. Vậy thì màu tím phải đứng giữa, còn màu đỏ đứng bên cạnh và màu xanh đứng bên cạnh. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Vậy thì màu của họ có nghĩa là trong màu của nó có đối tượng màu của thằng khác. Hiểu cái này chưa? Và các bạn muốn tìm hiểu cái này thì các bạn có thể lên trên mạng search một chút xíu về màu. Sau này tôi dạy đến phần màu tôi sẽ nói cho bạn phần này, nhưng hôm nay không phải ngày hôm đó. Được chưa? Rồi ok. Vậy thì để muốn làm được điều ấy, tôi sẽ làm một cái biểu tượng như sau. Tôi tích vào đây, tôi chọn màu vàng. Chọn màu thôi. Được chưa? Tích vào đây, tôi sẽ chọn một màu đó là cam. Tích vào đây, tôi sẽ chọn màu đỏ. Tích vào đây, tôi sẽ chọn là màu xanh. Và tích cuối cùng tôi sẽ chọn màu xanh lá cây. Chấm hết. Nhìn này chưa? Xanh đỏ tím vàng nhá. Em thấy xanh đỏ tím vàng chưa? Và sau khi chọn xanh đỏ tím vàng xong thì chúng ta kéo từ trái qua phải nhìn nhá. Thấy nhiều màu không ạ? Thấy nhiều màu chưa? Ok, nhìn thấy nhiều màu chưa? Hiểu cái cách mà tôi tạo ra màu nhiều chưa? Nhiều màu để làm gì? Bởi vì thực chất là đôi lúc khi chúng ta dùng quảng cáo thì chúng ta bỏ qua tất cả những giá trị về của nhận diện thương hiệu. Nhận diện thương hiệu gì? Tôi thích màu xanh, cái logo tôi màu xanh, nhưng trong một số trường hợp tôi bắt buộc phải dùng xanh đỏ tím vàng, bởi vì tôi sẽ làm một cái biển vẫy ở ngoài đường, và cái biển vẫy đi xanh đỏ tím vàng nó sẽ rất là bắt mắt so với cái giá trị của các bạn. Và thậm chí là có nhiều người còn giải thích là bảo vì em phải làm cái biển vẫy này màu đỏ và chữ phải là màu vàng, mà trong khi đó cái mệnh của ông ấy cũng đâu có hợp màu đỏ đâu. Nhưng em biết đỏ màu vàng ấy nhìn ở xa ấy, chúng ta sẽ cực kỳ bắt mắt, mình nhìn thấy ngay lập tức. Thậm chí bạn đứng bên hồ bên này, nhìn đến tận hồ bên kia vẫn nhìn được cái tiêu chí, cái quán nó đang làm cái gì. Các bạn hiểu ngay chưa? Nên đôi lúc khi mà làm tư vấn cho khách hàng, chúng ta không nhất thiết phải đi theo quá chuẩn chỉnh về cái giá trị đó để nhận diện thương hiệu đâu. Lúc đó chúng ta phải phá vỡ định dạng thương hiệu đây, đó là giá trị về phá cách. Và trong phá cách sẽ đem lại các hiệu quả cho chúng ta khi làm ở một số vấn đề. Chứ bây giờ các bạn có thấy rằng là khi làm biển ở trong một dãy khu phố toàn thằng nào cũng có biển, thì cái biển của chúng ta nó phải cực kỳ là khác biệt, thì chúng ta mới thực sự chúng ta nổi bật trên cái đống nhấp nha nhấp nháy màu sắc lung tung beng ở đấy được. Các bạn hiểu cái này chưa? Hoặc là các bạn biết là khi mà chúng ta vào siêu thị không ạ, chúng ta có nhìn thấy nhiều sản phẩm không ạ, quá nhiều sản phẩm, vậy chúng ta có khác gì không ạ? Vậy thì người ta đi đấy, người ta phải dừng lại ở cái chỗ, bởi vì sao? Ô màu lạ nhỉ, ô trông xấu nhỉ, vậy thì trong một đống đẹp ấy tôi sẽ là người xấu, tôi sẽ là hoa hậu trước, chứ chưa phát là những ông đẹp đẹp đã là hoa hậu đâu. Đấy, các bạn hiểu cái này chưa? Đấy là nguyên tắc. Và thứ hai, bạn sẽ làm sao? Làm cực kỳ đẹp và phải khác biệt. Hãy tìm ra sự khác biệt đấy. Có nghĩa là em thiết kế mà em đưa ra một tín hiệu mà bạn nói ừ cái này quen thế, cái này trông tôi biết rồi, không phải xem nữa. Nhưng mà đưa ra một tín hiệu mà người ta bảo ồ cái này hay nhờ, trông khác nhờ, thằng ấy làm sáng tạo nhờ, thì đấy là câu chuyện mà bạn đã đem lại thành công, bởi vì bạn chính là người đưa lại cảm giác cho tôi về tín hiệu đồ họa. Em hiểu không? Nên là em có thấy là chỗ nhà vệ sinh, em biết nhà vệ sinh không? Có những người ta sẽ đưa lên những cái biểu tượng cho nhà vệ sinh rất là khác thường. Có những người ta lấy một cái con ốc, em biết con ốc không? Người ta chọc ngược xuống lên đàn nam. Còn có một cái người ta chỉ cần đưa một cái biểu tượng con ốc thôi, nữ, thế thôi đấy, và người ta vẫn phân biệt được đấy là nam nữ đấy, nó khác biệt mà. Và có rất nhiều giá trị đem lại giá trị khác biệt đấy. Và bạn phải tìm ra giá trị khác biệt để tạo ra những bản thiết kế cho nó tốt hơn nhá. Rồi ok, vậy thì sau khi mà đã tìm hiểu được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cách ứng dụng thiết kế cho chữ. Các bạn ghi đi, cách ứng dụng thiết kế cho chữ với gradient.
Lúc này tôi sẽ chọn biểu tượng gradient theo kiểu một màu và tôi chọn màu xanh đậm. Được chưa? Tôi sẽ chọn màu này, màu xanh đậm. À, xanh đậm thôi. Ok, kéo ông đây tí. Rồi, xanh đậm chưa? Rồi, tiếp theo tôi sẽ chọn màu xanh nhạt. Nhưng cái xanh nhạt này tôi cũng là khá là đậm. Tôi cũng chỉ nhạt hơn một tí thôi. Được chưa? Nhìn thấy hai cái màu này chưa? Nó chỉ chênh nhau một tí thôi. Màn hình trên nó hơi đậm với bạn không nhìn được, nhưng màn hình dưới của tôi là chuẩn nhất rồi. À, sau khi làm xong tôi sẽ kéo giá trị đó là theo hình tròn. Tôi kéo vị trí giữa, tôi kéo rộng này. Đây ạ. Ở chỗ giữa này là sẽ sáng hơn một tí và xung quanh sẽ đậm hơn độ, được chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ làm một biểu tượng như sau, đó là tôi chọn vào T. Tôi tích vào đây. Tôi gõ một cái chữ như sau, đồ họa. Và sau đó thì tôi sẽ phóng to lên một tí. À, cái biểu tượng chữ này của tôi nó khá là đơn giản. Lúc này tôi sẽ dùng cái biểu tượng chữ màu xanh. Như này chưa? Ctrl T. Phóng to nha. Nào, cái công cụ chữ của chúng ta đó là công cụ F7 mà chúng ta đây là text đúng không ạ? Chúng ta muốn biến chữ trở thành đối tượng thường, chúng ta chỉ cần rất đơn giản thôi. Chuột phải vào layer đó và chọn vào Rasterize, có thể biến chữ trở thành đối tượng thường. Đây là cách đầu tiên mà chúng ta làm. Tại sao tôi muốn biến chữ trở thành đối tượng thường? Bởi vì tôi khi mà trở thành đối tượng thường thì tôi sẽ đổ một cái gradient một cách rất là dễ dàng. Tất nhiên sau này khi học sâu thì tôi không cần phải convert như này đâu. Tôi sẽ làm trực tiếp được. Thì các bạn nhìn thấy Rasterize là cách biến chữ trở thành đối tượng thường. Ok, xong chưa? Xong chưa các em? Nào ấn nhá. Nhìn thấy đối tượng thường chưa? Rồi, cách số 2, muốn biến một layer trở thành đối tượng thường rất đơn giản. Lập ra một layer mới, layer đấy trống rỗng, chọn vào giữ shift, chọn đối tượng layer số 2, ấn vào Ctrl E. Hai cách, thích làm cách nào được cũng được. Xong chưa? Sau khi làm xong, các bạn đồng ý với tôi là đối tượng này là đối tượng thường. Mà chúng ta chơi trò khóa nền thì có phải là đổ bất cứ màu gì nó cũng chỉ vào đổ vào hình không ạ? Ok, tôi khóa nền lại. Và lúc này tôi chọn vào phím gradient. Tôi chọn một cái gradient theo kiểu màu cam, màu đỏ, màu xanh. Tùy các bạn, vậy trong trường này tôi có thể chọn màu xanh cho các bạn. Tôi tích vào đây. Tôi sẽ chọn một cái màu xanh đậm ở giữa. Ok, tôi tích vào đây, màu xanh sáng. Rồi, tiếp theo. Nào, kéo vào đây tí nhá. Rồi, cái này màu xanh sáng này. Tôi tích vào đây điểm này. Có hai điểm. Các bạn có nhìn thấy điểm ở giữa là màu đậm không ạ? Hai bên là màu sáng không ạ? Xong chưa? Rồi, sau khi làm xong, chúng ta kéo từ trên xuống dưới. Giữ shift cho thẳng hàng. Ở trong phần này đang dùng hình tròn, tôi sẽ tích vào đây, kéo đây. Nhìn này chưa? Ok, kéo đây. À, cái phần ở giữa nó hơi bị đậm quá, tôi lại chỉnh lại một tí, tôi tích vào đây. Tôi sẽ chỉnh nhẹ lại một tí. Kéo từ trên xuống dưới nhá. Đó, cái này đậm một tí nữa. Rồi. Bây giờ thì kéo thôi. Em nhìn chưa? Vậy thì cái chữ của chúng ta nó ở giữa là đậm này, ở trên là sáng, dưới sáng và giữa đậm. Nguyên tắc nha, để muốn làm một cái chữ nó bóng bẩy hơn thì nguyên tắc là chữ trên, trên là sáng, giữa đậm và dưới sáng, trên sáng, dưới sáng và giữa đậm. Nhớ chưa? Trên là cùng là một màu xanh, dưới là cùng là một màu xanh và ở giữa là một màu xanh đậm. Cũng tương tự như vậy, bạn mình làm với đỏ, với hồng, với tím đều làm theo nguyên tắc này hết. Xong chưa? Rồi nha, bước thứ hai, chúng ta sẽ nhân bản đối tượng này lên làm hai bằng Ctrl Z. Thì tôi có hai phiên bản là chữ, hai cái chữ giống nhau. Nhìn chưa? Chữ này, nếu người ta dùng phương pháp, người ta chỉ cần giữ phím Alt, người ta đẩy xuống như này. Người ta chỉ cần ấn Opacity bằng số 5 thôi. Thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng chữ có khối. Nhìn thấy chữ có khối chưa? Nhìn này chưa? Ok, chúng ta có thể dập sang phải, sang trái để cho nó to lên, cho các bạn dễ nhìn hơn. Nhìn này chưa? Thì đây là cách chữ làm có khối, được chưa? Còn cách thứ hai, chúng ta ấn vào Ctrl Z và tôi đổ cho nó một cái màu, đó là màu trắng. Nhìn thấy màu trắng đè trên cái màu này chưa? Tôi sẽ dùng công cụ M, Shift M để đảo vị trí giữa vuông và tròn cho nhau. Tôi sẽ quét qua một nửa chữ dưới, tôi xóa đi. Được chưa? Thì có phải là một nửa chữ trắng ở phía trên không ạ? Nó gồm có hai phần, một nửa chữ trắng ở phía trên bị cắt đi và một chữ ở phần phía dưới.
hiểu cái này chưa? Rồi, sau khi làm xong tôi chọn đối tượng trên và ấn opacity bằng số 2 thì các bạn sẽ thấy chữ tôi sẽ bóng bẩy. Bạn nhìn thấy chưa? À, nó giống như cái biểu tượng như thanh Windows ấy. Những biểu tượng bóng bẩy thì người ta sẽ làm theo phương thức như thế này. Hiểu cách làm chưa? Rồi ok, để muốn nhấn mạnh thêm đồ nữa thì tôi sẽ tạo ra một cái bóng của đối tượng, đó là cái chữ này, đúng không ạ? Bằng cách tôi sẽ chuột phải chọn vào đây chữ này, nhìn này chưa? Ok, tôi nhân bản làm đối tượng thì tôi có phải có hai cái chữ này không ạ? Tôi đổ toàn bộ cái này là màu đen, bằng cách tôi khóa nền vậy tôi đổ màu đen đây ạ. Và bóng thường thường nó phải nhòe nên thường thường tôi sẽ chọn qua filter, tôi chọn vào blur và tôi chọn vào Gaussian blur đi. Các bạn sẽ thấy là cái bóng này sẽ nhòe ra, bạn sẽ thấy không nhòe được bởi vì lý do rất đơn giản, bị khóa nền, hiểu này không ạ? Nên trước khi làm điều đấy tôi phải mở cái nền ra, tôi chọn vào filter, tôi chọn vào blur và tôi chọn vào Gaussian blur, bạn sẽ thấy nhòe chưa? Okay. Rồi sau khi làm xong chúng ta đẩy cái đối tượng này lên, đặt ở vị trí giữa cho xuống dưới một layer. Thì bạn nhìn thấy con nó có độ đậm chưa? Nó có độ đậm xung quanh. Và lúc này tôi ấn vào Ctrl T và tôi hạ thấp xuống nền dưới đây các bạn. À, các bạn nhìn này chưa? Tôi đã có cái bóng đổ của đối tượng và chúng ta cũng có thể giữ Ctrl chúng ta đẩy sang trái sang phải theo bóng đổ này, theo đúng cái đồ ý đồ của các bạn. Ok. À, sau khi đã làm xong rồi thì cái bóng đổ của chúng ta gần thì là rõ, xa thì là mờ. Chúng ta sẽ dùng công cụ M quét qua phần ở phía trên. Dùng Shift F6 là làm mềm vùng chọn với giá trị là 50% và chúng ta xóa đi. Các bạn nhìn thấy chỗ này là gần và chỗ này xa không ạ? Hiểu cách làm chưa? Thì đây đều gọi là ứng dụng gradient với chữ. Nhìn thấy không ạ? Đây là gradient chữ. Rồi, bây giờ tôi sẽ ứng dụng thứ hai, đó là cách blend màu với gradient. Các bạn ghi đi cách blend màu với gradient như sau. À, đầu tiên là tạo ra gradient rồi đúng không ạ? Đây, blend đi. Rồi. À, chúng ta chọn Ctrl O và chúng ta chọn một cô gái. À, ok. À, các bạn nhớ nhá, ở trong quy trình khi mà chúng ta thiết kế thì chúng ta đang dùng tông màu tím, hoặc tông màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Nhưng cái ảnh mà chúng ta kiếm ra thì không phải tông màu mà các bạn mong muốn. Thì bây giờ làm thế nào để cho nó nhuốm cái màu mà chúng ta muốn bây giờ? Vậy thì chỉ có một cách thôi, đó là gì? Tôi sẽ đập ra, tôi chọn vào phím G. Thì cái thanh thuộc tính của nó có chế độ hòa trộn. Nhìn thanh thuộc tính có chế độ hòa trộn chưa? Chúng ta sổ xuống, thì các bạn cũng nhìn thấy là chế độ hòa trộn không ạ? Nó giống như biểu tượng layer không ạ? Nó giống như biểu tượng layer chưa? Nó giống trong bản layer chưa? Đó thì sau khi mà làm xong này thì tôi sẽ chọn một cái biểu tượng như sau, đó là tôi chọn vào overlay và tôi chọn với trực tiếp từ giá trị là màu xanh. Tôi kéo cái này xuống đi, tôi kéo cái này sang. Các bạn nhìn thấy xanh và đậm chưa? Lúc này tôi chỉ việc làm sao kéo từ trái qua phải thì toàn bộ tổng quan của cái này trở thành tông xanh. Nhìn này không ạ? Ok, và chúng ta có thể chuyển sang tông màu trắng. Xanh trắng nhá, kéo đây. F12 kéo lại một lần nữa. Nhìn chưa? Ctrl Z lại, kéo đây. À, kéo vào đây, các bạn thấy là da mặt cô gái nó lạnh chưa? Hiểu cái này chưa? Vậy thì các bạn muốn cho cái tông màu của cái ảnh nó muốn nó lạnh hơn hay không, nóng lên thì đều do chúng ta hết. Hiểu cái này chưa? Phần thứ hai, trong quá trình khi sử dụng thì cái này nó gặp một cái trường hợp trở ngại, đó là gì? Khi mà chúng ta áp dụng xong nên áp dụng trực tiếp trên cái ảnh và chúng ta chỉnh lại thì nó sẽ rất khó. Nên bình thường trong giá trị về hòa trộn blend màu nhạy, tôi thường thường dùng thao tác như sau, đó là lập lên một layer mới. Nhìn layer mới chưa? Và sau đó tôi sẽ dùng cái gradient, tôi kéo từ trái qua phải. Các bạn nhìn thấy màu xanh trắng chưa? Và chúng ta chọn vào chế độ soft line, là chế độ được gọi là lọc ghi. Thì có phải cái này là ở đây là có ghi không ạ? Ở đây nó sẽ thiên về ghi đậm và ghi nhạt. Cái này màu trắng đây ạ. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó sẽ tông màu lạnh hơn. Chỗ này lạnh hơn chưa? Ok, và sáng hơn. Thì đấy là việc rất là quan trọng đối với việc thiết kế của các bạn. Và lúc này bạn muốn cho nó như thế nào, đấy là việc của em. Em có thể xóa bỏ hay là vứt đi, đấy là việc của em nhá. Ok, phần thứ hai chúng ta áp dụng cho việc phim ảnh. Chúng ta có thể chọn vào như sau. Tôi sẽ chọn vào biểu tượng của em. Chúng ta chọn vào thư viện ảnh. À, sau khi tôi chọn vào thư viện ảnh xong thì tôi sẽ chọn đến một cái phim. Ở trong phần phim thì tôi sẽ kéo xuống đây để tôi có một cái hình. Các bạn nhìn thấy chưa?
Để muốn thể hiện rằng một bên nó sẽ là hòa bình và chiến tranh thì tôi sẽ làm một thao tác như sau. Tôi lập ra một layer mới như vừa rồi tôi chia sẻ. Tôi chọn là phím G và tôi tích vào đây. Tôi chọn màu bên này là màu đỏ. Và bên này là một màu tôi sẽ để là màu xanh. Xong chưa? Và sau khi có màu xanh màu đỏ xong thì tôi chỉ việc làm sao? Tôi kéo từ trái qua phải. Nhìn chưa? Và sau đó tôi chỉ cần chọn giá trị đó là overlay. Thì các bạn có thấy là bên này sẽ là màu đỏ và bên này sẽ là màu xanh không? Người ta gọi là chiến tranh hòa bình. Vậy thì người ta làm game có thể như này được. Một bên là gì? Dữ dội và bên là hiền lành. Các bạn có thể chọn như vậy. Ok. Và cái này được gọi là quảng cáo cho cái tông màu nó liên quan đến ví dụ Cortex. Cửa sổ E. Chúng ta sẽ chọn đến ổ E. Chúng ta chọn đến đề thi. Trong phần sản phẩm tôi đã dạy lớp kia là về cái này rồi. Hôm nay tôi sẽ dạy cái này ở cái khác. Bạn nhìn thấy chưa? Đây là cái tông màu theo kiểu phóng, theo dạng đó. Một bên xanh và một bên hơi tím đỏ. Hiểu cái này chưa? Và tông màu sẽ rất là đúng theo nghĩa của nó. Và các bạn có thể nhìn thấy cái hình này không ạ? Cái biểu tượng này là biểu tượng người ta gọi là kéo màu đấy ạ. Nhá. Rồi ok, bỏ qua. Chúng ta sẽ quay trở lại với cái hình của chúng ta. Đây là cái giá trị về blend màu. Nhưng cái blend màu theo cách của gradient này là ở cấp độ số 1. Tại sao cấp độ số 1? Bởi vì cái phần blend màu này nó sẽ khá giống với Illus. Có nghĩa là khi blend màu thì cái giá trị nó vẫn tuân thủ theo giá trị gradient của em. Có nghĩa là gradient của em là bên này màu đỏ thì vẫn bên này màu đỏ. Và gradient của em bên này bên màu sáng sẽ là màu sáng. Vậy trong phần gradient photoshop nó có một tính năng nữa, đó là gradient map, là gradient cho ảnh. Thì đáng nhẽ tôi dùng cái tiêu chí này thì ví dụ áp dụng cho việc đi chụp ảnh. Ví dụ khi mà chúng ta đi chụp ảnh thì các bạn có thấy là chụp vào mùa đông thì da mặt chúng ta không được ấm áp lắm. Nó bị tái, các bạn nhìn bị tái chưa? Và tôi muốn cái da mặt nó phải hồng hào lên. Ok, vậy thì tôi sẽ dùng một cái gradient là gì? Cái chỗ màu sáng của gradient tôi sẽ đặt là màu hơi hồng một tí. Còn cái chỗ mà tối tôi muốn rằng cái xanh nó xanh biếc một tí, ok tôi chọn vào. Thì sau khi tôi dùng gradient map thì cái màu sáng sẽ ám vào khu vực màu sáng của cái da mặt. Còn khu vực tối sẽ ám vào khu vực tối của cái phần ảnh đó thì nó mới là chuẩn xác. Còn cái này nó lại không được làm được như vậy. Các bạn nhìn chưa? Nó vẫn tuân thủ theo từ trái qua phải chưa? Mà đáng nhẽ màu đậm phải ám vào khu vực màu đậm của cái ảnh, màu sáng ám vào khu vực màu sáng của ảnh thì đấy mới thực sự là blend màu theo đúng nghĩa. Và tất nhiên bài đấy tôi sẽ dạy ở phần đó là image, chọn vào adjustment và tôi chọn vào gradient map. Đây ạ, gradient map đấy ạ. Và tất cả phần này tôi sẽ dạy cho bạn sau. Còn phần hôm nay không phải thế. Ok, chỉ là gradient thường thôi. Vậy thì giá trị thứ hai của blend gradient nó chính là gì? Blend màu cho chính của tấm ảnh. Hiểu phần này chưa? Rồi, bạn muốn theo màu gì thì đến nhiều việc của em nhá. Rồi, tác dụng số 3 đó là cách làm cho ảnh chìm vào nền. Các bạn ghi đi. Tác dụng số 3 của gradient là cách làm cho ảnh chìm vào nền. Để muốn làm cho ảnh chìm vào nền thì đây này, các bạn nhìn này, tôi sẽ bỏ qua cái này nhá. Đây ạ, tôi sẽ chọn Ctrl O. Tôi sẽ chọn vào biểu tượng thư viện ảnh, tôi chọn vào mỹ phẩm. Trong phần mỹ phẩm thì tôi sẽ kéo đều đi ạ. Đây ạ, có một cô gái rất là xinh gái. Tôi muốn blend màu cho cô gái này, tôi lập ra một layer mới. Tôi chọn vào gradient. Tôi chọn được cái màu như sau, đó là màu màu hơi cổ điển. Màu cổ điển này, tôi kéo từ trái qua phải như này. Và đây kéo ngược lại, nhìn nghe chưa? Sau khi kéo ngược lại như này, tôi sẽ cần dùng cái giá trị soft light thôi. Các bạn sẽ thấy ảnh là tôi sẽ cái giá trị khác. Nhìn thấy chưa? Ok, hiểu cái này chưa? Ok, cũng rất là đơn giản như này nhé. Với tiêu chí này, chúng ta chọn là phím G. Chúng ta chọn vào cái này là màu vàng. Vàng sáng hơn tí được không ạ? Rồi, phần thứ hai màu tím. Được chưa? Tôi sẽ chọn được đây hình tròn, tôi kéo từ đến đây. Nhìn chưa? Và lúc này tôi chỉ cần dùng giá trị như sau. Quên mất lập ra một layer mới. Và tôi chọn giá trị soft line như này, đúng không ạ? Thì các bạn có thấy là ở đây overlay chưa? Nhìn chưa? Thì ở đây nó sẽ tạo ra giống như ánh nắng mặt trời đấy ạ. Màu sắc sẽ cổ điển hơn một tí. Nhưng nó vẫn chỉ tuân thủ theo giá trị đó là gì? Theo hướng của gradient thôi. Mà không làm được những cái mà chúng ta vừa chia sẻ. Xong chưa? Rồi, phần thứ hai chúng ta sẽ làm thao tác đó là cách làm về một sản phẩm mỹ phẩm như sau. Đây ạ, chúng ta bắt đầu từ nền nhá. Để muốn chọn vào sản phẩm mỹ phẩm thì việc đầu tiên là chúng ta phải chọn được cái tông màu mà chúng ta mong muốn. Chúng ta sẽ cửa sổ E. Chúng ta sẽ chọn đến ổ E, chúng ta chọn đến mỹ phẩm, thư viện ảnh. Chúng ta chọn đến mỹ phẩm,
À, trong phần mỹ phẩm thì nó có rất nhiều những cái ảnh lựa chọn cho các bạn để cho nó đẹp hơn. Chúng ta sẽ kéo xuống, tôi sẽ chọn cô gái. À, mỹ phẩm có thể là son môi, có thể là cái gì đấy tùy các bạn. À, tôi sẽ chọn thiên về tím xanh. Nào các bạn nhìn này chưa? À, tôi sẽ chọn dòng sản phẩm, nó sẽ là dòng như này. Tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi chọn vào đây. Nhìn nha. À, tất nhiên tôi sẽ mở ra bằng cái hình của tôi, chọn vào nó. Rồi cầm vào đây. À, đặt vào đây. Tôi chuột phải đi. Open quiz, chọn vào Photoshop. Nào, sau khi mà chọn xong thì nó sẽ tự nhảy sang một phiên bản như này. Đây là cái ảnh của chúng ta. Nhìn nhá. Và cái ảnh của chúng ta đã xong rồi thì chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng, đó là Ctrl A, Ctrl C và Ctrl V kép. Và chúng ta sẽ sang bên này và chúng ta sẽ đặt vào vị trí chúng ta mong muốn. Ở trong trường này tôi sẽ đẩy cái tông tiêu chí là sang bên này một tí. Nhìn nhá. Ctrl T và tôi thu nhỏ hình này lại. Tầm này thôi. Nó vừa vặn thôi. Nhìn chưa? Sau khi làm xong, chúng ta muốn dài phần này ra, tôi sẽ dùng công cụ M, chúng ta quét qua phần này. Dùng Shift F5 để là thử nhân bản xem nó có ra không, thì tôi sẽ thử thôi. Xem chiều này nó có được không nào. Đó. Được phần này chưa? Rồi, cũng tương tự như vậy, M tôi quét qua phần phía trên. Tôi cũng dùng tương tự như vậy, Shift F5. Tôi sẽ mở rộng thêm phần này. Được chưa? Bạn thấy là được chưa? Và tiếp theo dùng công cụ M, tôi sẽ quét qua phần này, tôi không dùng nhân bản nữa mà tôi dùng Ctrl T và tôi kéo dài cái này ra. Em nhìn thấy chưa? Xong chưa đã? Rồi, ok. Rồi, bây giờ để muốn cho một cái sản phẩm thiết kế của chúng ta, các ảnh sản phẩm chúng ta sắc nét lên thì chúng ta sẽ dùng qua một thao tác như sau, đó là chọn qua Filter, chọn vào phần Sharpen và chọn vào Unsharp, chính là giá trị để làm cho ảnh sắc nét. Các bạn có thể ghi lại. Nhớ làm bài nhá. Xong chưa? Có nhìn được không? Nhìn chỗ này hơi khó nhỉ. Học tôi từ giờ đầu quán tôi quán vì đau cổ chết. Không được. Phải tìm chỗ nào ngồi nó dễ nhá. Đi bảo mấy thằng đàn ông đổi chỗ cho. Nào, xong chưa? Sau khi ấn vào đây xong thì các bạn nhìn này, chúng ta sẽ có preview là xem trước. Và đây là các thông số thì rất là đơn giản, tôi bỏ đi được chưa? Nhìn nhá, ấn vào. Đấy, em nhìn chưa? Mờ và rõ. Ok. À, tôi sẽ phóng to khu vực này lên cho các bạn dễ nhìn hơn. Đâu rồi, chạy đâu không biết. Chạy thứ hai, chạy thứ ba. Sang bên này rồi, đẩy lên đây. Có nhìn chỗ này chưa? Phóng to nhá. Nhìn chỗ này nhá, trước này. Đấy, nhìn thấy mờ chỗ này chưa? Ấn vào đây. Sau. Trước và sau, thấy chưa? Nhìn chưa? Chưa làm, thấy nó mờ chưa? Ấn vào đây, tự sắc sắc nét. Nhưng đừng bao giờ quá độ, cầm máy kéo hết cỡ lên. Thấy sắc nét quá chưa? Cái này không lạm dụng được. Chỉ dùng một số chừng mực nhất định thôi. Cũng là sắc nét vừa phải thôi, chứ đừng sắc nét quá. Hiểu không ạ? Ok, sắc nét quá trở thành Full HD giờ đấy. Viền nó sẽ phát sáng. Ok, vậy thì sau khi làm xong thì tôi ấn ok thì tôi đã có được cái ảnh sản phẩm tôi khá tốt rồi. Muốn sắc nét nữa, chúng ta dùng một thao tác đó là Ctrl Z. Đúng rồi. Và dùng chế độ hòa trộn đó là Softline. Đấy, trước và sau này. Thấy chưa? Màu đậm lên. Khi thấy màu đậm quá, tôi giảm fill đi một tí 50%. Cái này là vừa đủ. Xong chưa? Còn vấn đề gì cái này nữa không ạ? Sau khi chọn được cả hai cái, tôi chọn hai cái layer đó và ấn vào Ctrl E là ép nó trở thành một thì nó sẽ có giá trị mà chúng ta muốn. Nào, bây giờ cách làm ảnh chìm vào nền, thay cho việc các bạn phải dùng pen bạn đồ từng hình một thì tôi không có đồ. Tôi chơi trò như sau. Cách làm cho ảnh chìm vào nền, bước 1 chọn vào hình. Đi đi, bước 1 chọn vào hình. Nhớ là chọn vào hình thì phải là chọn vào hình ảnh nhá. Và chọn vào đúng layer của nó nhá. Rồi, bước số 2, chúng ta sẽ nhìn đến biểu tượng.
Trên bảng Leo có biểu tượng đó là một cái hình chữ nhật, trong nó có một cái hình tròn, đó là cách tạo ra mặt nạ. Và mặt nạ chúng ta chia là hai loại, đó là mặt nạ màu trắng và mặt nạ thứ hai là mặt nạ màu đen. Mặt nạ màu trắng thì chắc chắn sẽ nhìn được cái hình, và mặt nạ màu đen sẽ không bao giờ nhìn được cái hình nào cả. Hiểu cái này chưa? Rồi thử ấn cho xem nhá. Nào ấn một cái thì các bạn nhìn thấy nó tạo ra một khung hình bên cạnh không ạ? Và cái khung hình này được gọi là mặt nạ màu trắng. Có nhìn được hình không ạ? Rồi nhìn được hình đây còn gì nữa. Rồi phần thứ hai, bạn muốn trở thành mặt nạ đen, bạn giữ phím an cho tôi, bạn tích vào đây. Nó chỉ khác nhau cái là bạn tích vào đây không giữ phím nào cả, trở thành mặt nạ trắng, nhưng giữ phím an thì trở thành mặt nạ gì, đen. Ghi vào. Xong chưa em? Ấn nhá. Nào giữ phím an. Tích vào đây một cái, tích vào đây một cái. Nhìn thấy mặt nạ màu đen chưa? Tối thui chưa? Không có nhìn được gì đúng không? Vậy tôi hỏi cho các bạn biết, từ biến từ màu trắng trở thành màu đen bằng lệnh gì? Can chôn y ngắn, không có ship đâu. Nhớ nhá. Vậy thì đây, tôi ấn vào đây. Đây là mặt nạ trắng không? Tôi muốn trở thành mặt nạ đen thì ấn vào can chôn y gì? Y ngắn, nhìn chưa, mất chưa? Ấn vào can chôn y ngắn lại trở về. Đúng chưa? Vậy hiểu về đảo giữa và mặt nạ đen và mặt nạ trắng chưa? Ghi từ đó lại cho tôi cái không quên. Can chôn y ngắn, ghi kỹ lại. Đấy. Rồi, lúc này chúng ta đã có mặt nạ. Các bạn có đồng ý với tôi không ạ? Vậy thì các bạn có thấy vừa rồi tôi giải thích là cứ màu đen thì là làm cho nó không còn nhìn được hình không? Màu trắng sẽ nhìn được hình đúng không ạ? Vậy thì màu ghi sẽ tượng trưng cho gì ạ? Vậy thì cả hai đúng không em? Vậy thì nó giữa mất và còn đúng không? Vậy thì nó có phải trở thành chìm và nền đúng không em? Chìm và nền là mức độ nào? Vậy thì lúc này chúng ta đang học gradient. Các bạn có đồng ý với tôi ở đây gradient, chúng ta có gradient đen trắng gì ạ? Màu đen tượng trưng cho gì? Màu ghi tượng trưng cho gì? Giữa mất và còn. Và màu trắng tượng trưng cho việc còn hình đúng không? Vậy nếu đây tôi kéo từ trái qua phải này, nhìn này, kéo từ trái qua phải. Bạn thấy ảnh này chìm và nền chưa? Nhìn này tôi cho bạn xem. Nhìn chưa? Chìm lên chưa? Ok, vậy thì tôi nói cho bạn biết nha. Thay cho việc mà chúng ta hùng hục, chúng ta ngồi, chúng ta dùng pen, chúng ta cắt xong rồi chúng ta thiết kế, cũng là một cách. Nhưng cách dành cho người lười đó là dùng gradient, là làm cho ảnh chìm lên, đỡ phải nào. Xong rồi chỉ việc đặt những cái sản phẩm vào cho mình hình tròn là xong. Ok, hiểu chưa? Nhưng đẹp hay xấu thì chưa biết ai đã đẹp hơn ai đâu nhá. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Ok. Việc thứ hai, trong quy trình khi làm, tôi thấy rằng là tôi cần một giá trị, đó là một cái background. Tôi ấn vào Ctrl O và cái background tôi đã cho bạn xem, đó là phần thiết bị này, và trong phần background tôi đã có rồi. Phần này thì các bạn về nhà các bạn sẽ kiếm được thôi. Đây, đợi chờ, và chúng ta sẽ kéo xuống. Trong đây nó có rất nhiều loại các background khác nhau. Đây. Tôi sẽ chọn một cái loại mà chấm lung tung bèn, cái kia tôi dùng rồi. Ở lớp kia tôi dùng rồi, bây giờ tôi sẽ dùng cái khác. Không biết là đâu, không biết. Ủa, thật sự là không có nè. Đây. Nhìn này chưa? Ctrl A, Ctrl C và Ctrl V kép. Chúng ta sẽ chuột phải vào background. Tôi không muốn là cái nền xanh này, Ctrl V thì các bạn sẽ thấy là đây, nhìn chưa? Ảnh của chúng ta sẽ như này, nhưng mà vậy thì sau khi ảnh như này thì các bạn có thấy rằng cái ảnh của chúng ta đang chìm theo kiểu hình tròn không ạ? Nào tôi tắt bỏ cái này cho bạn nhìn nhá. Nào chọn vào đây. G. Tôi chọn cái ảnh tròn nó từ trái qua phải, tôi kéo từ đây đến đây. Các bạn nhìn chìm em vào nền chưa? Theo kiểu này chưa? Là từ trái qua phải nhá. Nhìn chưa? Còn cách mà chúng ta chọn là giá trị số 2 là hình tròn. Chúng ta kéo từ đây đến đây thì các bạn có thấy nó sẽ bị chùm xung quanh nhà không ạ? Là chỗ này bị mờ quá không ạ? Rồi, vậy thì trong nguyên tắc của hình tròn, nhưng nguyên tắc hình tròn thì nó sẽ có phần trắng và phần tối. Phần trắng là phần nhìn từ hình, thì có phải là khi mà tôi kéo nhảy đúng không? Đây là phần, đây phần trắng đây, kéo đây thì có phải chỗ này là màu ghi không ạ? Tôi sẽ đi cua theo một đường cung tròn nhảy. Vậy chỗ này có phải bị chìm vào nền đúng không ạ? Hơi mờ mờ không ạ? Còn chỗ ra ngoài nó sẽ biến mất không ạ?
thì như này thì nó chỉ sáng nhất chỗ này thôi, còn toàn bộ tất cả nó sẽ bị mờ, nên đôi lúc sản phẩm sẽ bị mất. Em hiểu không? Ok, vậy thì chính vậy tôi sẽ tăng giá trị màu sáng lên bằng cách tôi sẽ cầm làm sao? Tôi cầm này, nhìn chưa? Tôi thích màu sáng ở đây và tôi kéo màu sáng này. Có nghĩa tôi mở rộng cái phần màu sáng nhiều hơn để phần màu đen ít hơn, vậy thì tôi sẽ kéo như này được không ạ? Em nhìn này chưa? Theo đúng hình cung tròn chưa? Ok, và lúc này tôi sẽ điều chỉnh lại một tí, tôi sẽ kéo ở đây, okay, kéo lại một đẹo nữa. Đây ạ. À. Các bạn có thấy là tôi sẽ làm được cái hình này chưa? Rồi, sau khi đã làm xong hình này, tôi bật cái hình này lên thì có vẻ cái hình này nằm dưới không ạ? Đúng chưa? Và nằm dưới nó có được cái nền này đúng không em? Và lúc này chúng ta sẽ dùng một thao tác như sau này, tôi lại làm mặt nạ cho đối tượng. Cái này nó sẽ bị chìm về nền đúng không? Tôi lại chọn vào hình, lại tạo ra mặt nạ cho đối tượng và dùng phím G kéo từ trái qua phải. À, tôi sẽ chọn vào từ trái qua phải, tôi sẽ chọn này. Chọn mặt nạ đen trắng nhá. Đấy, bạn nhìn thấy chưa? Mất hình chưa? Nhưng không bao giờ được quyền kéo vượt qua mép của màu trắng. Mép của cái ảnh, mép của ảnh đến đây nhá, nhìn chưa? Tôi vượt kéo như này là bị sai, nó sẽ bị vấn đề lại cái vệt. Bởi vì bạn biết chỗ này là chỗ gì không? Chỗ này khi kéo từ đến đây thì có phải chỗ này là màu ghi không em? Thì nó có phải là tượng trưng sự giữa mất còn không? Cái này khi kéo là bạn chỉ từ mép ảnh đổ ngược lại thôi thì nó sẽ chìm vào nền cho các bạn, nhìn chưa? Chìm vào nền, nhìn chưa? Ok. Rồi. Tiếp theo. À, trong quá trình khi chìm vào nền xong, tôi muốn rằng là cái này chìm được rồi nhưng mà chỗ này tôi cũng muốn chìm được em từ trên xuống dưới. Thì tôi mới chơi một trò thao tác như sau là riêng cái ảnh phía trên này tôi sẽ gom lại thành một. Tôi sẽ lập hai cái này thành một bằng Ctrl E thì phải trở về đối tượng lê thường đó. Thì lại tạo ra mặt nạ tiếp một lần nữa thì tôi chọn là phím G tôi kéo từ trên xuống dưới này. Bạn có thấy chìm em một lần cho anh chưa? Ok, kéo này. Đấy, thì tôi đã có được đoạn này. Đã xong được phần background cho phần thiết kế. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm nữa đến một cô sản phẩm. Tôi sẽ kiếm một cô sản phẩm như sau. Rồi ok, chúng ta sẽ chọn cô gái. À, chúng ta sẽ kéo lên trên một tí mỹ phẩm. À, gái xinh đây. Đây rất nhiều gái xinh, các bạn có thể chọn một trong những cái đối tượng như này. Hay tôi sẽ chọn cô gái được chưa? Và sau khi tôi chọn xong tôi sẽ kéo đối tượng cô gái đó vào trong cái phần file thiết kế của tôi. Đây ạ. Cô gái. Chuột phải chọn vào Open with và chúng ta chọn vào Photoshop thì cái hình ảnh sẽ được nhảy vào, nhìn chưa? Ctrl A, Ctrl C. Sau đó sang bên bản thiết kế của các bạn ấn vào Ctrl V thì tôi có được cái hình ảnh. Và hình ảnh này tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại. Nhìn này chưa? À, ảnh cô gái, đây cái ảnh cô gái bị vết này đúng không ạ? Nhìn chỗ này chưa? Đây bị vết này. Thì cách thức rất là đơn giản thôi. Bạn sẽ dùng một thao tác như sau. Đó là bạn ấy F7, bạn này tạo ra mặt nạ. Ấn vào phím G kéo từ trái qua phải. Mọi người nhìn này chưa? Tôi đã tạo được cái giá trị đó là ảnh chìm vào nền cô gái. Thế là sau để có sản phẩm xong tôi sẽ ấn vào đây, tôi kéo ra này một tí. Tôi ấn vào Ctrl T, tôi thu nhỏ lại tẹo được không ạ? À, làm nhỏ này thì em có thể là nhân bản thêm cái phần này được không? M quét vào phần phía trên. Cũng tương tự như vậy tôi dùng Shift F5 để tôi chọn vào biểu tượng nhân bản cái hình này lên phía trên. Nhìn chưa? Rồi M tôi sẽ quét vào phần phía dưới, tôi sẽ nhân bản vào phần phía dưới. Shift F gì? F5. Và khi mà nhân bản xong thì nó xảy ra vấn đề như sau là nó sẽ bị thêm. Thêm đối tượng nhưng mà nó vượt quá khỏi cái khung hình của chúng ta đúng không? Thì chúng ta tích vào đây và chọn vào G. Chúng ta kéo ngược lại. Ok, đây. À, tôi sẽ chọn vào biểu tượng. Đang cần Z này. Cái hình này tôi cần phải xử lý này. Đen cái lớp mặt nạ đi, nó chỉ còn lại cái này thôi. Nhìn này chưa? Thì bây giờ tôi dùng công cụ M, tôi sẽ nhân bản trước khi cho chìm vào nền. Shift F5. À, mở rộng thêm phần phía trên. Rồi, M. Tôi quét vào phần phía dưới. Tôi sẽ mở rộng khu vực phía dưới Shift F5. Rồi, sau khi làm xong tôi sẽ thấy nó vừa khá là vừa vặn rồi, tôi sẽ chọn vào đây. Bắt đầu tôi cho chìm vào nền bằng cách tạo ra mặt nạ và dùng gradient đen trắng. Em nhìn chưa? Đấy.
Sau khi đã có gradient đen trắng xong, chúng ta sẽ kéo đối tượng này vào đây một tí. Ok, M, các bạn có thể cầm này kéo đối tượng này dài ra bên tay trái, bởi vì thiếu vắt góc độ này. Quên mất chúng ta đang dùng ở trong mặt nạ, không dùng được, chúng ta dùng bên ngoài nhá. Đúng nhỉ? Căn chân T và kéo dài cái này ra cho tôi. Rồi, xong rồi. Nào, sau khi làm xong, chúng ta sẽ dùng một thao tác như sau, đó là hình tròn. Sau khi dùng hình tròn xong, bạn sẽ lập ra một layer mới và bạn đổ cho tôi một cái màu, đó là màu trắng. Như màu trắng chưa? Sau khi đã có màu trắng xong, chúng ta dùng công cụ M về chúng ta dịch chuyển xuống dưới một chút xíu. Nhìn dịch chuyển chưa? Lúc này nếu tôi ấn nút Delete thì các bạn sẽ thấy là tôi xóa ra, tạo ra cái vệt nhầy đúng không? Chính xác chưa? Nhưng trước khi xóa tôi sẽ làm mềm vùng chọn bằng Shift F6, đặt giá trị là 50. Có nghĩa là cái vùng chọn lên 50 thì tôi ấn xóa nhầy, nó sẽ được nhầy. Các bạn có nhìn thấy hình này của tôi không ạ? Hiểu phần này chưa? Làm lại nhá. Vẽ hình tròn. Lập ra một layer mới và đổ một cái màu, đó là màu trắng. Sau khi đã có màu trắng xong, bạn sẽ dịch chuyển cái vùng chọn này xuống thấp hơn một tí bằng cách dùng công cụ M kéo xuống nhảy. Nếu chúng ta dùng công cụ xóa thì có phải bị cứng không ạ? Nó vẫn nằm trên layer màu trắng mà. Vậy thì trước khi xóa tôi sẽ làm mềm vùng chọn. Tôi sẽ đặt 50 và xóa nhảy thì có phải ăn theo độ làm mềm vùng chọn không ạ? Em nhìn này chưa? Rồi, thì lúc này chúng ta quay trở về cái bài toán hôm trước chúng ta dùng chế độ hòa trộn, đó là phát quang, đó là chế độ Canadoc. Các bạn còn nhìn chế độ này chưa? Và cái chế độ này nó dùng gồm có hai thuộc tính, đó là cái hình phía trên là màu trắng, thì đây có màu trắng rồi. Và cái nền background dưới là phải là màu đen. Thì tôi sẽ chọn hòa trộn cho các bạn xem, đó là tôi vẽ một cái màu đen. Nào, đập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu đen nhá. Và cái màu đen nguyên tắc phải nằm dưới cái màu trắng bằng Ctrl hoặc vuông bên tay trái, thì bạn sẽ nhìn đây ạ. Lập ra một layer mới, đổ một cái màu. Nào, vậy thì cái hình này tôi chọn xuống dưới là sao? Đây, tôi chọn chế độ nhìn này chưa? Thì các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi không? Hình màu trắng và nền đen. Tôi gom cả hai cái này là thành một bằng Ctrl E. Và sau khi dùng Ctrl E thì tôi mới dùng chế độ hòa trộn, đó là chế độ Canadoc. Thì cái màu này sẽ phát quang. Nhìn màu chưa? Nó đẹp hơn hẳn so với cái màu mà đầu tiên chúng ta làm. Đấy, thì sau khi tôi đã tạo xong cái hình này, các bạn có nhìn chỗ này chưa? Nó cực kỳ tốt. Và cái phần này các bạn có nhìn thấy cái vệt bóng này không ạ? Các bạn muốn làm chìm vào nền không ạ? Ok, thì lại bước 1 lại chọn vào hình, bước 2 lại chọn vào mặt nạ, và bước thứ 3 là chọn vào gradient đen đen trắng, tôi kéo từ trên xuống dưới. Bạn thấy chìm vào nền chưa? Ok, sau khi làm xong cái này tôi sẽ thoát bỏ ra ngoài. Thì các bạn nhìn này, muốn sáng một độ nữa thì cần ấn Ctrl Z được, cái này sáng hơn. Biết Ctrl Z nó sẽ sáng hơn chưa? Thì có phải tôi nhân bản hai cái này thành một còn gì nữa? Chính xác chưa? Rồi, ok, cầm này kéo xuống dưới xem được không? Kéo xuống tầm này được không ạ? Rồi, tôi kéo tầm này nhá, nhìn chưa? À, phần thứ hai cũng tương tự như vậy, tôi xóa, tôi xóa mặt nạ đi cho các bạn xem thì chúng phải trở về bình thường không ạ? Đây là ảnh thường đây, không có mặt nạ nữa. Tôi dùng công cụ M, tôi lại mở rộng phần phía trên bằng công cụ Shift F5 cho nó dài đã. Phần phía trên đấy. Đây, các bạn thấy nó dài hơn phần này chưa? Cái này thấp hơn tầm này được rồi. Lại ảnh nam chim vào nền để nhìn thấy mặt cô gái. Tôi lại chọn vào biểu tượng. Tôi lại chọn vào G, kéo từ trái qua phải nhảy đúng không ạ? Đứng nhảy chưa em? Ok. Rồi, sau khi làm xong đã ổn thỏa với tất cả thứ thì bây giờ chúng ta sẽ kiếm một cái sản phẩm. Tôi sẽ cầm cô gái, tôi kéo sang bên tay phải. Được chưa? Nào, xong chưa? Bây giờ sau khi làm xong tôi sẽ dùng công cụ M, tôi quét qua đây một điểm. Nào, pen, chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta tích vào đây một điểm. Bẻ cong giá trị về sản phẩm của chúng ta đi. Nhìn chưa? Khoanh, 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 khoanh. À, đây là tạo ra cái một cái miếng chuyển động ở phía dưới thôi. Các bạn có thể đẩy cái này lên và kéo này xuống một tí. Được chưa? Rồi, Ctrl Enter. Lúc này chúng ta ấn F7 và lập ra một layer mới giúp tôi. Đó là gì? Tôi chọn lên trên cùng. Và tôi chọn là phím Gradient. Thì trong phần Gradient này tôi sẽ chọn giải chuyển sắc bằng cách tôi chọn là đen màu tím. Nhìn chưa? Ok, tôi tích vào đây, tôi sẽ chọn màu đậm. Và tiếp theo tôi sẽ chọn màu tím sáng hơn. Nhìn không ạ?
và sau khi tôi đã chọn xong thì tôi sẽ kéo từ trái qua phải thì lúc này tôi có được cái hình mà tôi mong muốn. Bạn nhìn thấy cái là màu tím của tôi chưa? Rồi, sau khi đã tôi chọn xong, tiếp tục tôi chọn giá trị số 2. Giá trị số 2, tôi lại chọn vào pen. Tôi tích vào đây một điểm, tôi lại chọn vào đường cong. Và sau khi đường cong xong, tôi sẽ bẻ cong này thì tôi tạo ra cái đường chuyển động như sau. Các bạn có nhìn thấy chuyển động của tôi là từ lên to, nhỏ và vừa chưa? Tôi sẽ kéo lên tẹo nữa. Các bạn đẩy lên đây, đường cong phải rất chuẩn nhá, nhìn chưa? Lại khoanh vùng. Và bạn ấn vào F7 để chúng ta lập ra một layer mới. Thì sau khi có pen, chúng ta ấn vào Ctrl Enter để biến trở thành vùng tròn. Lúc này chúng ta lại chọn vào phím G. Và tương tự như vậy, tôi chọn vào biểu tượng số 1, tôi chọn vào màu trắng. Ở chỗ này tôi sẽ chọn là màu ghi. Ok, ghi đây. Ở tiếp theo tôi sẽ chọn vào màu trắng sáng hơn chẳng hạn như này, được chưa? Cho chọn vào sáng. Đấy. Sau khi làm xong thì tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi sẽ tích vào đây, tôi chọn vào đây. Tích vào đây, tôi sẽ chọn vào đây. Bạn nhìn tôi có gradient theo kiểu ghi này cho tôi lấy cái biểu tượng này. Đó, sau khi làm xong tôi sẽ kéo từ trái qua phải. Bạn nhìn cái chuyển động của tôi chưa? Và cái hình này phải nằm ở dưới, tôi sẽ chọn vào cho xuống dưới một layer bằng Ctrl ngoặc vuông bên tay trái. Thì lúc này sẽ lộ diện cái giá trị về mép đối tượng. Nhìn này không ạ? Rồi, tiếp theo. Cũng tương tự như vậy, tôi rất là lười trong giá trị, tôi cứ phải dùng pen rất nhiều, tôi ấn vào Ctrl Z tiếp theo một lần nữa. Nhìn thấy Ctrl Z một lần nữa chưa? Tôi ấn vào Ctrl T và tôi bẻ cong lên phía trên, tôi kéo cong phía trên như này được không? Thì có phải là hai cái không? Có một cái to và một cái nhỏ không ạ? Đây ạ, một cái tên ông này to, một cái này nhỏ không ạ? Tôi chỉ cần ấn opacity bằng 50% thôi. Opacity bằng 50% để tạo ra cái hệ thống màng của đối tượng đấy. Ok, xong cái này chưa? Rồi, tiếp theo. Sau khi làm xong thì bây giờ bạn sẽ tôi sẽ ấn vào Ctrl T, tôi sẽ điều chỉnh lại một tẹo nữa để cho nó thấp đi để nhìn được cái hình, được chưa? Rồi, chuột phải chọn vào cái layer của đối tượng. Đây ạ, chuột phải chọn vào layer 1, cầm lên đối tượng này kéo lên trên tí, lên trên một tẹo nữa để cho nó lộ diện cái phần hình của chúng ta lại. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chọn đến sản phẩm cô gái. Cô gái chưa sắc nét nên tôi sẽ nhân bản cô gái này làm 2 bằng Ctrl Z. Nhìn lên chưa? Chúng ta sẽ chọn về chế độ hòa trộn. Nhìn chưa? Và chế độ hòa trộn tôi sẽ thu nhỏ xuống một tí. Ok. Xong chưa? Rồi, sau khi làm xong, bắt đầu chúng ta sẽ tập trung ánh sáng về bên tay trái bằng cách Ctrl O. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta dùng một chế độ hòa trộn như sau. Đây ạ. Cái biểu tượng này là những cái chất liệu hôm trước chúng ta đã dùng hòa trộn trong Photoshop rồi. Chúng ta kéo vào đây. Đây. Ctrl A, Ctrl C và Ctrl V kép thì chúng ta lại chuột phải chọn vào biểu tượng và Ctrl V chúng ta đẩy toàn bộ đối tượng này lên đây và Ctrl T phóng to ra tầm này được không ạ? Kéo xuống như này được không ạ em? Nhìn chưa? Thì nguyên tắc của cái việc mà hôm trước chúng ta dùng hòa trộn đó là dùng chế độ Color Dog thì là chế độ làm cho phát quang màu, nhưng với chế độ nền là màu đen và hình là màu trắng thì các bạn có thể dùng được cái này không ạ? Em nhìn này chưa? Có nhìn thấy cái này chưa ạ? Thấy chưa? Và nó rất là bắt mắt cho cái thiết kế của các bạn. Đấy, mục tiêu của chúng ta làm bắt mắt thiết kế. Nhìn thấy chưa? Rồi, sau khi đã bắt mắt được cái thiết kế thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái giá trị nữa này. Chúng ta sẽ đặt logo. Được không ạ? Bây giờ làm nó khung hình rồi, xong rồi. Bây giờ sẽ làm cái logo Ctrl O. Chúng ta sẽ kéo xuống sản phẩm. Chúng ta sẽ chọn một cái logo thương hiệu. Tôi cũng chả biết là tôi có logo nào không, nhưng lấy tạm một cái. Đây, Mocha. Nhìn như Mocha chưa? Thiên về màu tím. Chúng ta sẽ chọn được cái logo của Mocha đó. Đâu xem nào. Tôi chọn cái Mocha đi cho nó quen thuộc. Cầm lại, kéo vào đây. Thả vào đây. Nhìn chưa? Thì cái Mocha chúng ta đang màu tím, chúng ta ấn vào Ctrl A, Ctrl C và Ctrl V kép. Và sang bên này chúng ta ấn vào Ctrl V thì chúng ta có chữ Mocha. Và chúng ta trước khi làm về thu nhỏ, chúng ta chuột phải chọn vào Convert Smart Object. Có đúng này không ạ? Rồi, sau khi làm xong chúng ta ấn vào Ctrl T và chúng ta thu nhỏ lại. Đây ạ. Màu tím là khá được rồi, được chưa? Đấy, thì sau khi mà đã làm xong được cái bản logo của chúng ta xong thì bây giờ chúng ta chỉ còn một thao tác nữa thôi, đó là về viết một cái chữ, đúng không ạ? Đúng không ạ?
cái này chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng text, chúng ta gọi là cái gì ạ, bí quyết rồi. Phải đẹp, được chưa? Và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ chọn là cái biểu tượng là màu trắng và tôi ấn vào Ctrl T và tôi phóng to đây ạ. Ok, chúng ta sẽ đánh lại có dấu đồng ạ. Rồi. Lúc này cái chữ của chúng ta sẽ chia làm hai, ví dụ chữ bí quyết. Tôi sẽ tách bỏ cái hai này ra bằng Ctrl X nhá, nhớ nhá. Sau đó tôi sẽ đặt xuống dưới và tôi ấn vào đây, tôi sẽ ấn vào Ctrl V và Ctrl T thì chúng ta sẽ phóng to đối tượng này ra. Trong phần này tôi sẽ chọn một cái phông chữ. Tôi sẽ kéo xuống bằng cách tích vào đây, tôi chọn phông chữ và tôi cứ ấn nút xuống dưới lên trên bàn phím là tự khắc nó sẽ tạo ra những phông chữ của chúng ta. Thì lúc này chúng ta kiểm tra cái phông chữ của chúng ta một tí nhá. T. Chúng ta tích vào đây. Được chưa? Cái gì đấy? Ok, chúng ta chọn vào chữ này đi. Sau khi chọn chữ xong thì chúng ta kiểm tra lại xem là chữ chúng ta in hoa hết không. Thì chúng ta chọn vào bảng điều khiển của chữ. Nhìn nhá, chọn vào chữ này, chọn vào bảng điều khiển của chữ. Sau khi chọn vào chữ thì ở đây nó có biểu tượng hai chữ TT. Các bạn nhìn chữ TT chưa? Cái có nghĩa là đây là chữ in hoa, tích vào đây là chữ in thường. Nhìn không ạ? Và sau khi chữ in thường xong thì tôi sẽ ghi vào chữ đây là chữ B. Shift B. Rồi, cái này tôi sẽ đánh lại. Đúng không ạ? Tôi sẽ đánh chữ E. Nó nhảy phông đúng không? Chúng ta sẽ đánh I, E. Như này đúng không em? Không sao cả. Chúng ta sẽ chọn vào đây T. Tôi sẽ phóng to. Đối với những cái phông mà khá là đẹp nha, mà không có chế độ hỗ trợ thì cũng chả sao. Chúng ta chọn được công cụ pen. Chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta tích chữ T hơi bị gần. T. Kéo đây. Giữ phím An. Đẩy sang chữ T cho tôi, cho nó xa ra. Được chưa? Thì bây giờ vấn đề là chế dấu. Tích vào đây một điểm. Tích vào đây một điểm. Nhìn chưa? Tích vào đây. Tích vào đây. Chả có gì là không làm được à? Muốn đẹp thì bây giờ phải vất vả thì chả có tác dụng gì đâu. Ok, chọn vào đây. Kéo vào đây đúng không ạ? Vẽ cong vào đây đúng không ạ? Nhìn chưa? Ctrl Enter. Nhớ là phải lập ra một nơi mới, bởi vì chúng ta phải kiểm soát được. Ok, Ctrl T. Thu nhỏ. Thu nhỏ cái này lại tí, đẩy sang bên trái. Ok, dấu B, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm và bẻ cong. Được chưa? Đổ nhảy được chưa em? Rồi. Thế là chúng ta có chữ bí quyết và cái chữ phái đẹp của chúng ta sẽ nằm ở đây. Ok, chúng ta sẽ chọn ở phông chữ, chọn phông chữ này, tôi sẽ chọn phông chữ nét mảnh chẳng hạn. Chọn một phông chữ có chân, nét mảnh thôi. Chúng ta chọn. Ok. Giả dối. Chuột phải chọn vào cái biểu tượng của chữ đây nhá. Các bạn nhớ nhá. Rồi nơi 9 này được chưa. Tôi sẽ ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ cái góc độ này lại. Còn chữ phái đẹp tôi sẽ đặt vào đây. Ok, và chúng ta sẽ phóng to ra một tí. Được chưa? Đặt vào đây một tí nữa. Chọn vào 9 và 10. Rồi ok, chọn vào đây. T. Chúng ta phải đặt sát T. Chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ bỏ qua cái này một tí. Nào tiếp. Chúng ta chọn một cái phông chữ. Nếu mà phông chữ mà lại có dấu giết các thứ thì chúng ta phải chế. Vậy thôi. Rồi giờ TM đi xem lại nhá. UTM. Tôi sẽ chọn phông chữ. Phông chữ này thì tôi sẽ chọn là tiếp theo Ctrl T và tôi thu nhỏ lại.
Nào các bạn nhìn này, trong quy trình khi mà tôi chọn phông chữ xong, tôi tích một cái nữa xem có cái nào nó dày mỏng hơn nữa không. Robot to thì có thinh thì nó sẽ là nét mảnh. Và trong quy trình khi làm thì chúng ta chọn vào T và ở đây nó sẽ có cái giá trị là nó sẽ nghiêng. Các bạn nhìn này chưa? Ok, sau khi tôi làm xong cái này, tôi sẽ chọn vào đối tượng thứ hai của tôi và tôi chọn tiếp theo một giá trị nữa là phần số 9 và tôi ấn vào Ctrl T và tôi phóng to như này được. Đặt ở đây. Phóng to tí. Chữ dưới hơi bị mảnh quá. Chọn vào italic nét đậm hơn tẹo. Rồi ok, tôi sẽ chọn vào chữ logo. Cũng có thể là vẽ một cái logo hình tròn vào đây được không? Không được. Cái logo mà các bạn nhớ nha, logo của chúng ta như này này, mà chúng ta muốn sáng lên thì chúng ta cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta ấn vào Ctrl Z và chọn cho tôi giá trị hòa trộn là làm sáng ảnh. Nhìn chưa? Đấy, không cần phải làm gì nhá, chỉ nhân bản thôi. Rồi ok, tiếp theo. Bây giờ trong quá trình khi mà chúng ta làm, nào các bạn nhìn này chưa? Thì ở đây nó có rất nhiều những cái phần mà chúng ta có thể cách điệu. Ví dụ trong phần này, chúng ta muốn là cái chữ T này nó điệu hơn, chúng ta có thể chọn là P. Nhìn chưa? Chúng ta chọn là pen, tích vào đây này, như này. Chúng ta vẽ cong này. Chúng ta vẽ cong này, nhìn chưa? Ok, chúng ta sẽ vẽ vào đây. Giữ phím an, tích vào đây một điểm. Thì vào đây có nghĩa là chữ thì bao giờ chúng ta phải có nguyên tắc là chúng ta vẽ thêm. Nhìn chưa? Chúng ta kéo vào đây. Rồi, cái này kéo xuống một tí cho nó sát với cái hình của chúng ta. Cái này kéo ra ngoài. Rồi, Ctrl Enter, nập ra một layer mới và đổ cho tôi một cái màu, đó là màu trắng. Ok, các bạn nhìn này chưa? Rồi cũng tương tự như vậy, chúng ta chọn vào pen, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta bẻ cong vào đây. Có nghĩa là phông chữ thì có sẵn rồi, nhưng mà chúng ta muốn cho nó khác biệt thì chúng ta cũng phải tự vẽ thêm. Đấy, sau này những cái phần vẽ thêm này rất có ý nghĩa cho việc các bạn làm logo. Ok, đẩy lên thêm một tí, nó có to vừa nhỏ. Được chưa? Rồi cái này bẻ cong xuống tí một tí, kéo nữa, Ctrl Enter, nập ra một layer mới tiếp theo một lần nữa để tôi kiểm soát. Đây ạ. Đây. Em nhìn thấy chưa? Ok, thì chúng ta có thể tạo ra một cái chữ như này. Và trong quá trình khi tạo chữ này thì ở đây các bạn có thấy là cái hình của chúng ta đang bị làm sao ạ? Nó bị tranh chấp giữa chính và phụ. Tranh chấp giữa chính và phụ. Và để muốn làm được cái điều này, chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ chuột phải và biểu tượng cái chữ làm đẹp. Nhìn đúng không ạ? Các bạn có thể chọn vật tệ. Thì có khi chọn cái phông chữ nó có trần, chứ nó có dễ. Ok, cái này phông chữ thì đẹp, nhưng mỗi tội là nó bị không có dấu này. Đây, chúng ta sẽ chọn số này. Đây, có những cái phông chữ gì này rất là đẹp nhưng mỗi tội này không có dấu. Em. Ok, chúng ta sẽ kéo đây một tí. Không biết đặt nhà có được không? Không được. Không được. Chọn chữ này nó sẽ rất mất thời gian. Mình sẽ chọn rồi sổ xuống, kéo hết cỡ lên trên xem có tác dụng gì không. Đây tôi sẽ kéo rồi kéo chọn thôi, không biết nó có là gì không. Ok, không được. Chọn xuống dưới. Rồi. Rồi ok, tôi là buộc phải theo kiểu như này chẳng hạn.
Ctrl T và thu nhỏ lại. Sau khi làm xong thì tôi chọn vào T và tôi sẽ chọn một biểu tượng là chữ nó hơi nghiêng một tí. Ctrl T và chúng ta giữ Ctrl, chúng ta kéo nhảy này, các bạn nhìn lên nghiêng chưa? Chúng ta biết Ctrl T rồi đúng không ạ? Rồi, sau đó thì chúng ta đẩy sắp vào đây. Được chưa? Thế thì sau khi làm xong thì tôi sẽ dùng hiệu ứng cho nó bằng cách tôi sẽ nhân bản cái chữ này làm hai, bằng Ctrl Z thì có hai chữ chưa? Cái chữ này tôi sẽ biến nó trở thành đối tượng thường. Biến chữ trở thành đối tượng thường bằng cách chuột phải vào layer và chọn vào raster type. Chính là biến chữ trở thành tượng. Bạn ghi cái từ đó lại cho tôi. Cách biến chữ trở thành đối tượng thường bằng cách chuột phải. Nào, sau khi trở thành đối tượng thường xong thì cái này có phải là đang là màu trắng ạ? À? Tôi biến thành màu đen bằng Ctrl Y thì có phải này không ạ? Chúng ta sẽ đặt ở vị trí giữa ấy. Nhìn chưa? Lúc này đối tượng này chúng ta sẽ làm cho nó nhòe ra bằng cách chọn vào filter và chọn vào blur và chọn vào Gaussian blur, là chính là cách làm nhòe đối tượng. Nhìn thấy nhòe chưa? Tôi sẽ nhòe vừa thôi. Đó. Sau khi nhòe xong, bạn sẽ cho xuống dưới cái màu trắng bằng Ctrl hoặc vuông tay trái, bạn nhìn thấy cái biểu tượng của chúng ta sẽ rất rõ trên cái nền này chưa? Và lúc này bạn sẽ cho vào chính giữa cho tôi. Đây ạ, trước và sau ạ. Như thế này không ạ? Và sau khi làm xong, bạn hãy chọn cho tôi chế độ multi để nó hòa trộn vào hình nền. Và chúng ta có được cái hình mà rõ ràng như thế này rồi đấy ạ. Xong chưa? Tiếp theo. Sau khi cái phần logo, tôi thử đặt một vài vị trí xem nó có ổn không. Ở đâu bây giờ? Đặt đây được không ạ? Rồi thì đặt đây đi. Được chưa? Nào, vậy thì với cách thức này tôi sẽ kéo cái đối tượng này sang một tí, cái logo tôi sang một tí xem nào. Cái ảnh không được, chuột phải chọn vào cái layer 1, kéo sang tí bên này được không ạ? Bởi vì cái diện tích này nó hơi bị hẹp. Tiếp theo, chuột phải chọn vào số 7, chuột phải chọn vào số 7 bình thường. Ok, tôi sẽ kéo sang bên này một tí. Rồi, tiếp theo, chuột phải chọn vào số 4 copy, có phải cái này không ạ? Chuột vào số 4 bình thường, kéo sang bên này. Ok, và Ctrl T và thu nhỏ hình này lại. Tôi đẩy lên đây một tí, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta chuyển cho cái chữ bí quyết này sang đây một tí. Phóng to. Chuột phải chọn vào cái dấu, chuột phải chọn vào cái việc trang trí, chuột phải chọn vào cái này, chúng ta sẽ đẩy vào đây. Như này chưa? Rồi, tiếp theo chọn vào phái đẹp. Cầm lên đây, chuột phải chọn vào cái bóng của đối tượng nữa. Rồi, xong chưa? Vậy thì trông nó đã khá hợp lý rồi, chúng ta sẽ chọn chuột phải chọn vào đây cho tôi. Cái này là đẩy lên đây. Được chưa? Chúng ta chuột phải chọn vào đây tiếp theo. Rồi, xong rồi. Đẩy sang bên tay phải một tí, chuột phải chọn vào đây, đẩy sang bên tay phải. Số 8. Tôi bỏ cái này đi, tôi sẽ kéo luôn sang cái này. Rồi. Sau khi mà bạn làm xong, bạn sẽ ấn vào biểu tượng như sau, đó là Ctrl Z, cái đối tượng của chúng ta nên là cái chữ logo đấy. Sau đó bạn chọn là chế độ hòa trộn là làm cho sáng ảnh đi, nó sẽ sáng lên nhỉ. Nhìn chưa? Rồi, sau khi làm xong, chúng ta sẽ vẽ một biểu tượng gạch chéo ngang. Gạch chéo ngang tôi sẽ vẽ từ đây đến đây. Và sau khi tôi đã có gạch chéo ngang, tôi chọn là phím Y ngắn và tôi chọn màu. Và tôi đổ màu cho nó. Đổ màu lập lên lên mới. Thì bạn sẽ nhìn thấy cái hình này của tôi đúng không ạ? Rồi, công cụ M tôi sẽ xóa bằng bên tay trái đi, các bạn nhìn nhá. Xóa bên tay trái đi để cho nó phù hợp. Nào, sau khi đã có được xong đối tượng này, tôi sẽ dùng công cụ hình vuông tôi quét vào một lần nữa. Nhìn chưa? Lập ra một layer mới lại đổ màu như bình thường, có phải là cái hình này không ạ? Chúng ta sẽ đẩy lên phía trên và dùng Ctrl T xoay dọc lên 45 độ, chúng ta có được cái hình này. Ok. Thì chúng ta sẽ đẩy vào trong, chúng ta sẽ gom hai đối tượng này là một bằng Ctrl E và chọn số 5 opacity 50%, chúng ta đẩy xuống dưới. Okay. Như này không ạ? Thì với cái cách thức như này thì chúng ta đã làm ra một sản phẩm liên quan đến mocha với tông màu tím.
bạn nhìn tông màu tím chưa? Để muốn tạo ra sự lấp lánh và khác biệt cho đối tượng này nữa thì chúng ta sẽ áp dụng một chiêu thức, đó là gì? Đây ạ. Các bạn nhìn nhá, cho tôi có một cái giá trị như sau. Nào. Tôi sẽ gom, đây là một. Nhìn chưa? Đây là giá trị số 2. Và đây là giá trị số 3. Và đây là giá trị số 4. Nhìn này chưa? Chúng ta sẽ nhân bản cái này nên làm một cái đối tượng mới hoàn toàn, bởi vì tôi muốn giữ lại cái phông chữ này. Được không ạ? Nào, bằng Ctrl gì ạ? Có phải Ctrl Z không ạ? Ctrl Z có được cái này chưa em? Nhìn thấy có được cái này chưa? Rồi. Sau khi đã có Ctrl Z xong, các bạn nhớ nhá, chúng ta sẽ ấn vào Ctrl E để ép toàn bộ đối tượng này thành một cho tôi. Đây, đối tượng nguyên bản của nó như này đấy. Nhìn chưa? Thành một đúng không ạ? Còn tất cả những đối tượng này, ví dụ chữ bí quyết, cái phông chữ là số 9, chỗ vẽ nét thêm, cái này vẽ nét thêm đúng chưa? Tôi sẽ ấn vào Ctrl G để group nó thành một. Và group thành một, tôi tắt bỏ cái này đi, tôi không làm cho cái này nữa. Tại vì cái đấy là để dành thôi, để sau này mà mình biết là phông chữ lên phông chữ gì thì chúng ta chỉ cần quét qua thôi. Các bạn hiểu cái này chưa? Mà tôi sẽ chọn vào cái biểu tượng này đã nhân bản rồi, tôi đặt vào đây. Ok, rồi nhá, nhìn này. Sau khi làm xong thì nguyên tắc của đối tượng là để muốn quay trở lại vùng chọn cho đối tượng đấy thì tôi giữ phím Ctrl và tôi tích thẳng vào đây đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy quay trở lại vùng chọn chưa? Muốn làm vùng chọn nó rộng ra thì bằng cách chúng ta chọn vào Select, chúng ta chọn vào Modify và ở đây nó có phần Contract và Expand. Expand tôi sẽ đặt số 7 thì các bạn có nhìn lên to ra chưa? Nhìn nha, Ctrl Z lại. Nhìn này, để muốn làm cho vùng chọn to ra mà theo tỷ lệ đồng dạng thì tôi chọn vào Select, tôi chọn vào Modify và tôi chọn vào Expand. Nhìn chưa? Còn ngược lại là con chắc thì làm gì? Nhỏ đi. Ok, thì tôi chọn vào đây. Đặt là số 7 nhá. Các bạn thấy tôi to ra chưa? Sau khi to ra xong, tôi sẽ lập lên một layer mới và tôi đổ một cái màu, đó là màu tím hoặc là màu gì đó thì các bạn nhìn thấy cái màu tím tôi chưa? Tôi cho màu tím xuống dưới cái đối tượng đó thì có phải nó sẽ được cái này không ạ? Em nhìn thấy cái viền chưa? À vậy thì tất nhiên nó cũng rất là nổi trên cái nền của chúng ta đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy cái hình của tôi màu tím cho tôi kéo ra này, đây chính là cái tạo viền đấy ạ. Mình nhìn này chưa? Vậy thì cái màu tím này các bạn được quyền dùng overlay được không? Thử xem overlay xem. Đây nó sẽ tạo ra nhà. Còn nếu mà bạn chọn vào giá trị làm sáng ảnh thì nó sẽ được nhà. Đây ạ. Vậy vấn đề này nếu mà em ấn được số 5 thì nó sẽ được nhảy thôi. Ok, quan trọng nhất là chúng ta sẽ có được cái hình mà chúng ta muốn là cái này rồi. Ok, vậy thì cái cách thức, đây là cách thức mà chúng ta tạo ra một sản phẩm liên quan đến cái hình thiết kế. Tiếp theo, để muốn cho nó sắc nét và tạo ra những cái viền bắt sáng, chúng ta lại dùng cái bài cũ Ctrl O. Chúng ta kéo xuống một tí. Hôm nay chúng ta sẽ dùng tông tím. Đâu rồi, tông tím vừa rồi vừa nhìn thấy rồi. Đây. Ôi trời, không biết. Đây, các bạn nhìn này chưa? Ctrl A, Ctrl C và Ctrl V kép thì sau bên này tôi ấn vào Ctrl V thì có vẻ hình này chưa? F7 chúng ta chọn vào chế độ hòa trộn, mất nền và chỉ còn mỗi cái này đúng không em? Nhìn này chưa? Ctrl T có phải chọn warp không? Thì cái này nó sẽ có biểu tượng là thuộc tính là đẩy lên trên hay đẩy xuống dưới không ạ? Tôi ấn vào đây, đang đẩy trên tôi kéo này xuống dưới. Nhìn này chưa? Rồi sau khi mà đã võng được nhảy rồi, bạn thấy ưng ý rồi bạn tích vào đây cho tôi. Nào, V kéo xuống đây. Cái này có đủ độ dài không? Ctrl T kéo dài ra này được không ạ? À, cái này kéo dài ra được như này được không ạ? Nó vẫn hơi võng như này thôi. Đó, rồi. Nhưng các bạn có nhìn thấy vẫn còn bị màng màng chỗ này không ạ? Chỗ này chưa? Vậy thì chúng ta lại chọn vào mặt nạ, lại chọn vào gradient, lại kéo từ trái qua phải với đen trắng được không ạ? Đây như này được không em? Vào nền, mất chưa? Rồi, nhưng chỗ này sao? Có bị vệt không? Lại bị vệt đúng không? Lại lập ra một layer mới, ép nó trở thành một đối tượng. Có nghĩa là khi trở thành đối tượng thường thì nó lại mất mặt nạ. Ấn vào Ctrl E, mất mặt nạ chưa? Lại dùng hòa trộn nữa không em? Tôi sẽ chọn vào chế độ hòa trộn này. Đây ạ, nhìn thấy cái phần này chưa? Lại mặt nạ bình thường. Lại dùng gradient đen trắng và kéo từ trên xuống dưới này thì có phải nó mất như này không ạ? Mất phần phía trên chưa? Và sau khi đã mất phần phía trên thì tôi đã hoàn thiện xong cái phần phát sáng của tôi rồi. Thì tôi chỉ việc dịch chuyển lên phía trên cho nó đẹp. Và Ctrl T xoay nó đi một tí cho nó đẹp hơn. Ok. Như này chưa?
Hiểu cái này chưa đã? Rồi, bây giờ các bạn biết là làm những ngôi sao không ạ? Rồi, tiếp tục nhá, nhìn này. Để muốn làm đẹp hơn nữa, lập ra một nơi mới cho tôi. Bắt đầu vẽ một hình elip. Đây ạ. Nhìn lên chưa? Đổ một cái màu trắng cho tôi cái. Căn chân T. À, căn chân Z. Căn chân T, xoay góc độ này ra thì có phải trở thành hình nha em không? Ép cả hai ông này thành một cho tôi. Bằng căn chân E đúng không em? Nhìn này chưa? Lại tiếp tục, lại căn chân gì? Căn chân gì? Lại căn chân T. Lại xoay góc như này đúng không? Và thu nhỏ như này đúng không em? Rồi ok, đẩy về đây nhá, được chưa? Rồi thu nhỏ lại nào. Rồi sau khi làm xong tôi sẽ có được cái biểu tượng này. Sau khi làm xong tôi sẽ ép nó trở thành một lại bằng Ctrl E. Thì các bạn có thấy đây là màu trắng không ạ? Từ Ctrl T tôi thu nhỏ này được không? Nhìn này chưa? Nguyên tắc của hình này muốn phát sáng trên những cái nền như này này thì người ta phải có một cái miếng màu đen dưới đúng không em? Lại lập ra một layer mới. Tôi vẽ một cái vùng chọn nó to bằng cái miếng đấy thôi. To tầm này được chưa em? Màu này chắc chắn là màu màu đen. Chết. Căn chút y ngắn được không ạ? À? Cho màu đen xuống dưới đúng không ạ? À? Đây nhìn xuống dưới chưa? Tôi ép cả hai này thành một bằng Ctrl E rồi. Thì bây giờ chơi trò hòa trộn như sau, đó là Ctrl đó. Nhìn này chưa? Hình nhìn lên hình này không ạ? À? Nào, vậy thì hình này nó đang phát quá mà bị cứng quá. Tôi sẽ dùng làm mềm mỏng filter, chọn blur và chọn vào Gaussian blur. Thì bạn sẽ nhìn thấy cái đèn của tôi bắt đầu phát sáng. Đấy, nhìn này chưa? Đấy, và cái này tôi giảm phim đi một tí cho nó bớt đi ạ. Đây, ok, thì các bạn sẽ đặt vào đây. Ok, Ctrl Z thì nó sẽ sáng 5 độ này, nhìn chưa? Còn nếu không thì bạn sẽ chọn theo, đây, cầm đây, Ctrl T và thu nhỏ lại, được như này không? Đấy thì với cách thức này bạn có thể tạo ra những ngôi sao, nhìn thấy chưa? Ngôi sao như này, chuột phải chọn ngôi sao như thế này. Đấy thì đấy là cái cách làm ngôi sao long lanh. Còn nếu không thì bạn sẽ lấy một cái biểu tượng hình của tôi kéo vào là xong rồi. Đấy thì với cái cách thức như hôm nay thì tôi đã giới thiệu cho các bạn xem một sản phẩm liên quan đến đồ về mỹ phẩm. Các bạn nhìn đồ mỹ phẩm chưa? À, với cách này thì bạn sẽ ngồi luyện tập cho tôi cái này nhá. Bài kia thì tôi đã dạy cho các bạn mới làm về một số sản phẩm khác rồi. Bây giờ tôi sẽ dạy lớp mình ở bên mỹ phẩm như này thôi. Ok, vậy bài gradient hôm nay chúng ta tổng kết lại, đó là làm ra background. Phần thứ 2 blend màu. Và phần thứ 3 là cách làm ảnh chìm vào nền. Các bạn nhớ nhá. Ok. Bây giờ tôi sẽ nói tiếp theo cho các bạn một cách là như sau, đó là cách làm ảnh chìm vào nền ứng dụng với filter. Các bạn ghi đi, cách làm ảnh chìm vào nền ứng dụng filter như sau. Đây ạ. Lúc này chúng ta lập ra một khổ dây mới. Chúng ta tạo ra một khổ dây mới. À, sau khi tạo ra khổ dây mới xong, à, chúng ta sẽ chọn nó một cái màu. Ví dụ tôi chọn màu tím. Tôi đổ màu. Được chưa? À, sau khi đổ màu xong thì tôi sẽ chọn Ctrl E, Ctrl C và sang bên này thì tôi sẽ ấn vào Ctrl V. Nào, F7 tôi xóa cái hình này này nhá. Ctrl A, Ctrl C. Sau đó sang bên cái phần file thiết kế của chúng ta là vừa làm Ctrl V. Lúc này chúng ta sẽ kéo thu nhỏ lại. Được không ạ? Và chúng ta sẽ thu nhỏ như này không? À, theo thông lượng bình thường thì các bạn có thấy là tôi làm cho ảnh chìm vào nền một cách như sau. Tôi chọn vậy y ngắn. Tôi sẽ kéo một cái màu nó đậm hơn. Ví dụ như cái màu đậm hơn là màu này đi. Ok. Tôi chọn màu đậm hơn nha, tôi đổ màu này. Nào. Cách làm ảnh chìm vào nền thì có phải chọn vào đối tượng không ạ? Bước 2, bạn sẽ tạo ra một cái khung hình mặt nạ và dùng phím gradient kéo từ trái qua phải thì có phải là cái chìm vào nền chưa? Lúc này thay cho việc kéo chìm vào nền đấy, tôi áp dụng cái filter này cho cái mặt nạ của nó.
áp dụng filter nhá, nhìn này, filter này, áp dụng cho bạn này bằng cách chúng ta chọn vào filter và chúng ta chọn vào pixel và chúng ta chọn vào điểm hạt. Thì với cái này các bạn sẽ nhìn ấy, đây là số lượng hạt. Nếu chúng ta ấn vào càng to thì hạt sẽ càng to, ấn hạt càng nhỏ sẽ là nhỏ lại, và nhỏ nhất là số 4. Và tôi đặt 15 các bạn nhìn ấn vào đây thì các bạn thấy là tạo ra điểm chấm này chưa? Nhìn chấm chấm chưa? Thay cho việc là chuyển em từ trái qua phải, bây giờ nó tạo ra cái biểu tượng chấm để cho các bạn làm. Thì cái này có thể quảng cáo cho Coca-Cola rất là dễ dàng, hoặc Pepsi, nhìn đúng không ạ? Rất hợp với Pepsi. À, cũng tương tự như vậy, tôi dùng phím G tôi kéo sát lại đây một tí để nó ít thôi. Tôi chọn vào filter, tôi chọn vào pixel, vừa rồi tôi chọn vào đây. Thì lúc này tôi gõ 15 nữa mà tôi chỉ có gõ 10 thôi, hoặc tôi chỉ gõ 9 thôi, nhìn đúng không ạ? Thì bạn ấn vào đây thì các bạn nhìn thấy hạt nó nhỏ lại chưa? Ok, nhìn này chưa? Thì đây chính là một cái ngẫu hứng dành cho ảnh để làm cho ảnh chìm vào nền, nhưng mà với phong thái như thế này. À, cũng tương tự như vậy, có những người bảo là em không thích cái đấy lắm, ok tôi chọn vào cái biểu tượng khác, hoặc tôi chọn vào biểu tượng chuyển hình, có nghĩa là chuyển êm vào nền, nhưng người ta không phải chuyển êm nữa mà là chuyển theo cái dạng như là cái hình chuyển êm nó sẽ bị nứt ra, nó giống như dạng đá nhảy này, như này không ạ? Và tôi ấn ok thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đấy nó sẽ nứt thế nhỉ, nó tạo ra chất liệu khi mà chuyển êm vào nền, được chưa? Rồi tiếp theo. À, tôi muốn chuyển theo hình tròn G, tôi chọn vào đây, cho này hình tròn, tôi kéo đây. Em có thấy nó bị chìm vào này à? Thì vừa rồi tôi có giải thích là tôi tăng giá trị màu trắng này lên để nó làm sao. Đây, kéo vào đây. Thì lúc này tôi kéo đây thì các bạn sẽ thấy nó cua theo hình tròn. Nhìn nhá, và tôi sẽ chọn vào filter, tôi chọn vào pixel và tôi chọn điểm hạt cho các bạn nhá. Nhìn này, nó sẽ chấm theo hình tròn. Nhìn chấm theo hình tròn chưa? Mà không phải là chấm từ trái qua phải nữa, mà chấm theo đường cua chọn đối tượng. Ok, cũng tương tự như vậy, chọn vào filter, chọn vào filter gallery. Với cái filter gallery này, các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ xuất hiện cái biểu tượng cho các bạn, nhìn thấy không? À, nó sẽ chuyển theo cái dạng nhiều màu hay ít màu đúng không? Đây, hôm trước chúng ta phải tự làm alpha đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như này. Em nhìn thấy chuyển chưa? Tôi sẽ chọn cái này là màu sáng cho bạn dễ nhìn. Nhìn thấy chuyển êm cái này chưa? Ok. Rồi, cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn vào phím G, tôi kéo lại cho các bạn xem nhá. Nhìn chưa? Đây, đây, kéo nhảy được chưa? Là chọn vào cái điểm hạt đấy cho các bạn nhìn nhá. Đây có phải chấm nhảy không ạ? Nhìn này chưa? Rồi, tiếp theo. Chọn vào filter, chọn vào biểu tượng là gallery. Trong phần gallery thì có rất nhiều những cái hình thù khác nhau. Em nhìn chưa? Hiệu ứng khác nhau, em có thể chọn hiệu ứng nào mà cho nó đẹp, nhìn này. Ok. Đấy các bạn nhìn chưa? Đấy thì khi bạn ấn vào đây thì các bạn nhìn thấy cái mép của cái ảnh nó sẽ theo cái hiệu ứng đấy không ạ? Rồi cũng tương tự như vậy, chọn vào filter theo kiểu gallery. Nó có thể tạo độ nhăn, tạo độ xước. Đấy độ xước này cũng tạo được hết. À, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng xuống dưới. Nhìn này chưa? Ấn ok thì cái này cũng tạo ra độ xước cho các bạn. Đấy thì đây là cái thuộc tính mà tôi đã giới thiệu cho các bạn biết là cách làm cho ảnh chìm vào nền, nhưng với điều kiện là ứng dụng với filter. Thì mỗi một filter này nó sẽ có một cái hiệu ứng nhất định cho các bạn. Ok, về nhà các bạn sẽ làm cho tôi toàn bộ tất cả những dòng sản phẩm liên quan đến hệ thống và chuyển êm vào nền, nhìn thấy không ạ? Đây tôi sẽ cho bạn xem một sản phẩm như sau. Tôi sẽ chọn đến ổ e, tôi chọn vào đề thi. Đây ạ. Trong phần đề thi thì tôi đã làm xong một số sản phẩm như có liên quan đến điện thoại rồi. Tôi chọn vào tháng 9. Tôi sẽ chọn vào điện thoại và tôi sẽ chọn đến cái này. Đây là cái sản phẩm mà các bạn sẽ làm xem ạ. Nhìn chưa? Thì cái này là ảnh này, em phải cắt ra. Cái này có phải dùng pen không? Rồi, cái này chuyển xuống dưới thì có phải làm ảnh chìm vào nền thì thấy cái bóng này chìm vào nền sẽ được cái này. Nhìn này không ạ? Ok, vậy thì nó chỉ khác nhau một chỗ là cái chữ này là chìm với bên này, thì cái này là hiệu ứng sau, tôi sẽ dạy cho bạn sau của phần hiệu ứng trong Photoshop, đó là chìm nhưng mà lại nằm dưới mặt nước, nó đều nhéo theo hình của mặt nước, nhìn thấy không ạ? Thì đây là một dòng sản phẩm, các bạn nhớ nhá. Rồi ok, chúng ta sẽ tắt bỏ cái này đi, nhìn chưa? Cái này chúng ta sẽ lưu lại và làm ra một số sản phẩm của chúng ta nhé. Ctrl S lại, chúng ta sẽ chọn rồi biểu tượng đó là điện thoại có rồi. Rồi về tôi sẽ chọn vào cái 13.
14. Và chúng ta chọn là mỹ phẩm. Được chưa? Và chúng ta sẽ xếp cái file này lại. Đây ạ. Còn cái phần mà buổi trưa thì lúc này tôi đã dạy cho các bạn mới làm bên này rồi. Đó là cái phần thiết kế. Đây cho các bạn xem. Đây là cái file mà vừa rồi chúng ta dạy buổi sáng cho các bạn mới. Thì ở đây là cái bóng đổ của đối tượng này. Nhìn nhé, bóng đổ cái này giống như bóng đổ của điện thoại đấy em nha. Chúng ta nhìn nhá, chuột phải chọn vào đây. Có nhìn này không ạ? Tôi tạm xóa đây cái này nha, được chưa? Nhìn xóa chưa? Thì có phải cái hình này đúng không? Nhìn thấy không? Chúng ta ấn vào Ctrl Z là nhân bản, Ctrl T là xuống dưới như này đúng không? Thì lúc này muốn làm được cái bóng của đối tượng thì rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần ấn F7, chuột phải vào nó nhanh nha. Quên mất, chuột phải và chọn vào biểu tượng là số 4. Đây đúng không? Chúng ta làm mặt nạ này. Chúng ta chọn vào gradient đen trắng này. Kéo từ trên xuống dưới nhá. Chọn vào đen trắng chuẩn này. Kéo từ trên dưới này có phải là tạo ra mặt nạ không ạ? Đây quên mất, chọn vào biểu tượng. Em nhìn nha, cái bóng đổ hôm trước chúng ta phải quét qua xong xóa đi đúng không? Còn hôm nay không cần xóa, chỉ cần chọn vào mặt nạ, ấn kéo gradient trên xuống dưới là xong rồi. Thì với cái bài này người ta sẽ làm được cái này. Các bạn nhớ nhé. Ok, chúng ta ấn F12 nào. Nhớ chưa? Và cái bài của chúng ta nó sẽ là như này này nhá. Có hai bài. Nhìn này, bài này các bạn đã xem được video, tại vì tôi sẽ up lên bạn sẽ xem video của bên kia. Xong bài hôm nay chúng ta ứng dụng thêm đó là phần chữ, bởi vì phần chữ của chúng ta là làm bóng bóng thì bên kia lại tôi chưa dạy. Tôi sẽ dạy mỗi bên một ít và chúng ta gộp lại thì nó chính xác hoàn chỉnh về cái này. Nhìn nhá. Ok, bài hôm nay chúng ta sẽ nghỉ và kết thúc ở đây để chúng ta luyện tập nhá. Mai là chúng ta học sao ấy em ạ? Mọi người nhớ xem bài video hôm nay và tập luyện làm theo cái cách này cho tôi về giày da, túi sách và đồng hồ nha. Đúng rồi. Để sau cái bài hôm nay là chúng ta có thể là khi làm cố gắng chịu khó về chữ là chúng ta có thể kiếm tiền được tiền, đó là thiết kế banner trên mạng rồi đấy. Một cái sản phẩm mà em làm như này nó có trị giá rơi tầm khoảng 150-200 ngàn một cái thiết kế như này, một cái banner. Nên chúng ta phải tập luyện nhiều để chúng ta làm được sản phẩm luôn, nhớ chưa? Sau khi kết thúc cuối khóa thì các bạn sẽ làm hồ sơ và gửi toàn bộ cái đấy lên trên việc làm 24 giờ cho tôi. Ghi tên tuổi, thứ hai em làm được cái gì, ghi tất cả dòng sản phẩm này cho người ta. Nhưng với giờ sản phẩm em phải được trau chuốt, nhớ chưa? Sẽ không trả tiền, em phải làm việc nha. Thứ nhất, người ta nguyên tắc như sau: trước khi làm bạn phải chuyển tiền cho tôi 1/2 phía trước. Đấy, đây là thiết kế là người ta đang liên hệ với tôi này. Đây ạ, cho bạn xem người ta thiết kế. Người ta gửi thông tin rồi đây. Đây là thiết kế của bọn bên rượu. Làm khá là bắt mắt. Để em sẽ nhìn qua đi. Đây ạ, một sản phẩm rượu. Tôi sẽ làm mặt kia menu cho nó. Đấy. Và một sản phẩm này sẽ có trị giá tầm đó. Nhưng các bạn nhớ một điều rằng để muốn có được cái hồ sơ để chúng ta xin việc tốt thì chúng ta phải luyện tập từ bây giờ. Ít nhất nó phải trau chuốt tầm như kiểu của tôi. Nhìn chưa? Sang bên này chúng ta cũng trau chuốt được như này. Làm kỹ với những kiểu như này. Tôi đảm bảo cho bạn biết bạn vất lên mạng, ít nhất bạn là tầm trung hất lên, chứ không phải là tầm trung hất xuống dưới đâu. Không tin em search xem nha. Và ở tất cả những sản phẩm bây giờ nó đều lạm dụng cái giá trị đó là đổ bóng cho đối tượng. Nhìn không ạ? Đấy, thì bài hôm nay nó sẽ có giá trị chốt lại, đó là background, đúng không? Thứ hai, blend màu. Thứ ba, cách làm cho ảnh chìm vào nền. Thế thôi. Rồi, chúng ta sẽ